tôi tối vậy. Có một xám mà người xám Hà Nội trẻ mang về cho mình, quên mất không bảo bà Hòa mang về cho em một xám. Có một xám chạy màu xám. Rồi ok, Thùy Dương xin chào tất cả các chị em mình đang xem livestream của em. Rồi nào mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em mình cho em xin một dấu chấm này, một cái comment hay một cái icon, một câu xin chào bất kỳ gì đó thôi, để biết rằng là mọi người đang theo dõi em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay em có cơ hội gọi tên và chào hỏi tất cả các chị em mình cùng tương tác với nhau nhá. Hiện tại Facebook đang siết tương tác và ẩn comment rất là nhiều này. Chị em nào mình đang xem được livestream của em này, mình tương tác tốt với em này, mình chấm chấm phải phải hay xin chào icon bất kỳ gì đó, để em biết rằng là mọi người vẫn đang theo dõi em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để biết rằng chúng ta vẫn nhìn thấy nhau trong buổi livestream này thì các chị tương tác với em nhé. Ngày hôm nay Double T Shop bên em mang ra một chương trình rất là hấp dẫn và rất là nhiều điều đặc biệt, nên chị yêu nào mà ngày hôm nay mình để bị ẩn comment thì rất là đáng tiếc đúng không ạ? Đấy nên là ngày hôm nay chị yêu nào mà đang xem được livestream của em, mình đừng để bị ẩn comment nhé, đó rất là một điều đáng buồn rồi đúng nào. Rồi, chương trình đó là gì thì một ít phút nữa thì Dương Sim sẽ bắt đầu này. Và đầu tiên trước khi bắt đầu vào chương trình này thì Dương muốn các chị yêu nào mình chấm chấm phải phải này, mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là gì ạ? Là âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định rồi, mọi người comment tại đây cho em là đã ổn định, để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái livestream là tuyệt vời nhất đúng không ạ? Rồi, còn nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền nó không ổn định này, đấy nó mắc phải lỗi gì mọi người comment tại đây giúp em, để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất nhá. Rồi ok, em xin chào tất cả các chị yêu mình với vào xem like của em. Ngày hôm nay bên em mang ra một chương trình này, mang ra một chương trình là xả áo khoác jean mà hiện tại chị Dương đang mặc trên người, một sản phẩm hot hit là mưa lên làm gió trên thị trường đúng nào, chỉ với giá là 88k chị yêu nào đang xem livestream của em. Vậy thì đừng để mình bị ẩn comment nhá. Và gì ạ? Chị yêu nào mà mình đang xem livestream của em này. Rồi ok, nếu mà đã ổn định rồi thì Dương yên tâm mang đến cho các chị yêu cái chương trình này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào một chương trình đó ngay bây giờ đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta mua được gì với 88k đây? 88k mình zin được một sản phẩm áo khoác jean cổ lông hiện tại em đang mặc trên người. Chân lông toàn thân rất là mượt, lông này là lông xịn cho em này, lông rất là mượt, sờ rất là mềm tay. Và được thiết kế này, cái phần mũ lớn này và lông lớn rất là lớn đúng không nào? Hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 là form dáng for design hiện tại chị Dương đang mặc đấy ạ. Đấy, có hai tông màu cho các chị yêu lựa chọn, một tông màu trắng và một tông màu hồng này. Ngày hôm nay hai tông màu cho các chị yêu, giá bán với giá là 88k, chị yêu nào đang xem livestream của em, các tình yêu comment đúng cho em là 88k kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Và nhớ điều kiện để mình tham gia với chương trình này, chia sẻ cho em 15 lần các chị yêu nhé. 2 lần chia sẻ lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai, 13 lần còn lại hãy chia sẻ vào hội nhóm, hội chợ, hội buôn bán lớn công khai chưa? Có qua có lại mới toại lòng nhau, không ở đời không ai cho không ai cái gì, câu này không bao giờ sai đúng nào. Rồi nhanh tay nào các chị ơi, ở đời không ai cho không ai cái gì thì ngày hôm nay mở bán với giá 88k, đổi lại lượt chia sẻ tương tác của các chị yêu có xứng đáng không ạ? Với 15 lượt chia sẻ ngày hôm nay, dinh một sản phẩm áo khoác jean cổ lông hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 chỉ với giá 88k. Thế còn chần chờ gì nữa nào? Hai màu sắc cho các chị yêu lựa chọn luôn nhá. Một tông màu trắng và một tông màu hồng này các chị ơi. Rồi em phân biệt cho các chị đâu là hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Hàng Quảng Châu loại 1 các chị nhìn thấy cái mũ lông và cái cổ lông của nó lớn không ạ? Cực kỳ là lớn luôn đúng không ạ? Đấy, form dáng freestyle ở bên trong là lót lông mượt toàn thân nhé, sờ vào cực kỳ là êm ái. Form dáng rộng thoải mái cho dưới 65 cân, dưới 70 cân mình mặc vừa cho em này. Ngày hôm nay em có hai tông màu cho các chị yêu lựa chọn luôn ạ. Đó là 88k màu trắng và 88k màu hồng cho em này. Comment cho em nào, 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần các tình yêu nha. Ngày hôm nay chị yêu nào không chia sẻ đủ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình này. Không chia sẻ đủ chắc chắn ngày hôm nay mình sẽ không mua được mức giá 88.000 đâu ạ.
Và mức giá này chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream. Cho chị yêu nào nhanh tay để lại đúng cú pháp và nhanh tay chia sẻ cho em nào. Rồi ok các chị ơi, cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong buổi livestream này và diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream, nên các tình yêu mình phải tận dụng cơ hội này đấy. 88k kèm màu kèm số điện thoại kèm đã chia sẻ cho em 15 lần, lên đơn hàng thành công với mức giá 88k. Nhanh tay nào các chị ơi, ok này, em đã nhìn thấy rất nhiều feedback đúng không ạ? Rồi ok, chị yêu nào mà mình đã mua đồ bên em đẹp và rất tốt rồi, vậy thì ở đây tham gia live này với em này. Đấy, mình săn áo jean cổ lông với mức giá 88k nhá. Mức giá không tưởng nữa chị yêu ơi. Bên em chơi game là chơi game thật các chị yêu nhá. Những ai trúng quà là em đều ghim bình luận và công khai trực tiếp bình luận của người đó được luôn này. Và hàng của bên em cũng rất là đảm bảo chất lượng, uy tín rất là nhiều năm rồi đúng không nào? Ngày hôm nay xả mức giá 88k duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi. Cho tình yêu nào để lại đúng cú pháp và chia sẻ đủ cho em nhé. Đúng cú pháp cho em là như thế nào ạ? 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Chị yêu nào chỉ để lại 88k, chỉ để lại màu, chỉ để lại số điện thoại, hoặc chỉ để lại là cho em cái này, cho em cái kia, thì mình chắc chắn là không được lên đơn rồi. Còn chị yêu nào không chia sẻ đủ cho em đúng không ạ? Mình chia sẻ chỉ có 12, 13 lần thì mình cũng không được lên đơn nhá. Đã tham gia chương trình của bên em thì vui lòng đáp ứng đủ yêu cầu mình mới được lên đơn nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại này. Trời, cái cổ lông nó to dã man, to tàn bạo luôn đúng không ạ? Hàng Quảng Châu loại 1 mới có như này nhá. Còn hàng chợ Ninh Hiệp may thì đầy ra. Nhưng mà trông nó nói chung là trông nó không thể nào mà đẹp như này được đúng không ạ? Các chị nhìn là các chị biết đâu là hàng loại 1, đâu là hàng loại 2 rồi đúng không nào? Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nha. 2 lần lên trang Facebook cá nhân và 13 lần lên các hội chợ nhóm là mình đã đủ điều kiện để tham gia chương trình rồi. Và chương trình này em xin phép là chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi. Áo này em không có nhiều để bán cho tất cả mọi người đâu ạ. Đấy, không mọi người lại hiểu lầm em là em bán cho tất cả mọi người thì làm sao mà em có tiền mà bù lỗ được không ạ? Những cái này nhập vào nó rất là đắt luôn các chị ạ. Cắt xong người ta bán tiền triệu cái áo này là bình thường. Ngày hôm nay em bán 88k ở đầu livestream để lấy tương tác của mọi người thôi, nên số lượng không phải là vô hạn. Số lượng chỉ có cho chị yêu nào để lại đúng cú pháp này, chia sẻ đủ. Và ngày hôm nay mình là người may mắn nha. Ngày hôm nay em sẽ chọn ra không phải là một chị đâu ạ. Ngày hôm nay chọn ra 3 chị yêu may mắn. Đấy, vừa để lại đúng cú pháp cho em này, lại vừa chia sẻ đủ cho em này, và vậy vừa may mắn cho em nhé. Ngày hôm nay mình sẽ được dinh quà này. Hiện tại em thấy cái lượt comment nó rất là nhiều đúng không ạ? Vì em sau đó là em sẽ chọn trực tiếp trên cái máy đang phát livestream nha. Chọn trực tiếp trên máy đang phát livestream để chọn và ghi bình luận của bao nhiêu ạ? 3 chị yêu ngày hôm nay mua được mức giá 88k nha. Rồi nào các chị ơi, chỉ diễn ra trong vòng 10 phút và bây giờ hiện tại đã gần 8 phút rồi. 8 phút trôi qua, vậy chỉ còn 2 phút duy nhất cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ đủ và quay về đây comment ra nào. Nhớ là ngày hôm nay phải chia sẻ đủ, chụp ảnh lại màn hình số lượt chia sẻ. Khi bên em gọi tên ngay lập tức inbox cho bên em này để bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 88k, không đúng không đủ hủy ngay lập tức đúng nào. Rồi có qua có lại, cuộc chơi nào cũng có luật chơi, tuân thủ đúng luật chơi mình mới là người chiến thắng đúng không ạ? Rồi nhanh tay 88k kèm màu kèm số điện thoại chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần trang cá nhân 13 lần, hội chợ hội nhóm hội buôn bán công khai các chị yêu nhá. Hội nhóm kín bên em không tính là một lượt chia sẻ được chưa ạ? Rồi 88k kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nào, lên đơn hàng thành công mức giá 88k này. Rồi nhanh tay nào, chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream thôi các chị yêu ạ. Hàng rất là đẹp, hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 mà ngày hôm nay mở bán ra đổi lại tương tác của các chị yêu này. Đấy. Rồi nhanh tay nào, 88k kèm màu kèm số điện thoại, cú pháp lên đơn hàng và gì chia sẻ 15 lần, ok chưa? Rồi hiện tại bây giờ đã là gần 9 phút rồi, gần 9 phút trôi qua rồi. Chỉ còn 1 phút duy nhất cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ vào đây comment cho em thôi được không ạ? 88k kèm màu kèm số điện thoại, chị yêu nào mình đã comment mình phải comment thật là nhiều lên. Comment nhiều thì comment của các chị yêu em mới có thể nhìn thấy. Chứ ngày hôm nay này, đấy hiện tại Facebook sẽ tương tác ẩn comment rất là nhiều. Chị yêu nào mình comment có 1 lần, 2 lần thì không thể nào mà bên em có thể nhìn thấy comment được. Chẳng may cái comment đấy của chị yêu nó bị ẩn đi thì làm sao bên em có nhìn thấy và gọi tên cái chị yêu đúng nào. Rồi còn chờ chị gì nữa, ngày hôm nay 3 chị yêu may mắn được mua với giá 88k, số lượng không có nhiều. 3 chị yêu may mắn này đấy, ngày hôm nay trời cho ai đây, nhanh tay để đúng cú pháp nào. 88k kèm màu kèm số lượng giúp em. Hiện tại đang là 9 phút 30 giây rồi các tình yêu ơi. Chỉ còn 30 giây cuối cùng cho các tình yêu săn hàng ở mức giá 88k thôi nhá. Comment cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần các tình yêu nhá. Ngày hôm nay có 2 màu cho các tình yêu lựa chọn. Một là màu trắng này, hai là màu hồng này. Toàn bộ là hàng loại 1 cao cấp đến từ Quảng Châu nhá. Trị giá tiền triệu đấy ạ. Ngày hôm nay em bán mức giá 88k.
cho ba tình yêu nào may mắn nha. Để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng 88K kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ đủ cho em 15 lần này. Rồi các tình yêu ơi, các tình yêu nào đã chia sẻ đủ cho em thì mình vào đây mình comment cho em nhiều lần lên ạ. Comment một lần cái tỷ lệ em lướt và chúng mình nó rất là thấp luôn ấy. Nên là mình cố gắng mình comment cho em nhiều lần lên. Comment càng nhiều thì cái tỷ lệ em chọn chúng mình nó càng cao. Bởi vì cái thể lệ hôm nay là em sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream và chọn ngẫu nhiên đúng không ạ? Mình chọn ngẫu nhiên, mình dừng tại ai mình chọn người đó. Nên mình comment càng nhiều tỷ lệ hiển thị của mình càng nhiều, mình phủ càng nhiều thì cái tỷ lệ em chọn chúng mình càng cao. Và bây giờ Facebook họ đang ẩn comment rất là nhiều đấy. Facebook bây giờ nó siết tương tác, nó ẩn comment rất là nhiều. Có khi mình comment 1-2 cái mà chúng phải 1-2 cái comment nó ẩn luôn thì quá là tiếc cho mình đúng không nào các chị ơi. Rồi ok, 88K kèm màu kèm số điện thoại em thấy tất cả các chị yêu nhá. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp tại đây. 88K kèm màu kèm số điện thoại nào? Màu trắng, màu hồng này, ngày hôm nay hai màu cho các chị yêu lựa chọn. Mà bán với giá 88K đổi lại tương tác các chị yêu 15 lần chia sẻ đổi lại một sản phẩm áo jean cổ lông mua với giá gần triệu bạc thì có xứng đáng không ạ? Quá xứng đáng, chỉ mất vài phút đầu like thôi. Mình dinh với sản phẩm này 88K quá trời đẹp. Mặc cho em với mùa đông này không sợ lạnh này. Đấy, rất là ấm đúng không ạ? Trần lông toàn thân luôn. Cái này đi du lịch, nước ngoài hay là đi Sapa đúng không thì cũng là ok luôn này. Nhìn các chị nhìn này, cái lông nó trần toàn thân nó đẹp như này. Mà cái cổ lông như này, nhìn cái cổ lông đã biết là cái hàng xịn hàng đẹp rồi đúng không ạ? Chỉ có hàng xịn hàng đẹp mới có cái cổ lông, có cái mũ lớn này. Mà nó cái trần lông mướt toàn thân, chứ còn cái hàng đẻo em xem rồi ạ. Lông nó vón cục làm sao mà được mịn màng mà được đẹp như này đúng không? Hai màu quá là đẹp và quá là xinh rồi. Ngày hôm nay 88K là giá bán để lấy được tương tác của mọi người. Nên là mọi người phải tương tác nhiệt tình với em nhé. Các chị ơi, chia sẻ đủ cho em 15 lần và comment cho em theo đúng cú pháp nha. 88K kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Đúng cú pháp thì em mới lên được đơn. Và phải chia sẻ đủ ngày hôm nay khi mà em chọn chúng mình thì mình mới được dinh quà nhé. Ngày hôm nay khi mà em chọn chúng bình luận của chị yêu nào, chị yêu đó ngay lập tức inbox cho em cái ảnh chụp màn hình số lượt chia sẻ của mình. Nếu như mình không chia sẻ đủ, em sẽ ngay lập tức loại quà và chuyển quà cho chị kế tiếp luôn nhé. Đấy là có đi có lại thì mới toại lòng nhau đúng không ạ? Nếu mình không làm đúng thể lệ chương trình mà chẳng may mình lại là người may mắn mình trúng vào phần quà như vậy quá là tiếc luôn đúng không nào? Có 88K một cái áo như này không dinh thì quá là phí luôn này. 88K kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Ok, đã 12 phút rồi cả. Ok là em bắt đầu chọn luôn nhé. Rồi em bắt đầu sẽ vào chương trình chọn luôn ạ. Bây giờ đã là 12 phút rồi đúng không ạ? Em bắt đầu chọn luôn này. Bây giờ Thùy Dương sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream và sẽ chọn hoàn toàn ngẫu nhiên xem chị yêu nào là chị yêu ngày hôm nay sẽ may mắn được mua với mức giá 88K nhá. Em sẽ chọn và em sẽ ghi bình luận luôn này. Rồi ok, bây giờ em sẽ ghi bình luận trực tiếp này. Đấy, chị yêu nào mà được gọi tên ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ được chưa ạ? Đúng đủ bán với giá 88K, không đúng không đủ hủy ngay lập tức này. Đấy, mình chơi này, mình chơi là mình phải chơi đúng luật chơi đúng không ạ? Đúng luật chơi này đấy. Ví dụ người khác chơi đúng luật chơi người ta không được, mà mình chơi không đúng luật chơi mà lại được gọi tên thì có phải là không công bằng đúng nào? Rồi ok, nhớ nha, 88K kèm màu kèm số điện thoại 15 lần chia sẻ ok chưa? Rồi Thùy Dương đang lướt đây ạ. Không bất kể chị yêu nào comment trước, comment sau, trên hay dưới, em lướt một lượt, em kéo lên một lượt, em kéo lên trên một lượt, em kéo xuống một lượt, em dừng ở đâu, em thấy chị yêu nào này là bắt đầu em ghim được không ạ? Rồi ok, 5 giây cuối cùng để cho các chị yêu chia sẻ và gì ạ, comment nhiệt tình tại đây giúp em nào. 88K kèm màu kèm số điện thoại để em bắt đầu ghim trực tiếp các chị yêu này. Đấy, 5 giây cuối cùng cho các chị yêu nào mình chưa chia sẻ và chưa có cơ hội comment tại đây giúp em. Được không ạ? Rồi ok này, đấy, còn chị yêu nào mà mình chưa được comment thì mình nhanh tay, chưa comment, chưa chia sẻ, nhanh tay đây tại đây giúp em nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái chương trình ngày hôm nay chỉ diễn ra trong vòng gì ạ? Hơn 10 phút đầu live rồi đây, ok chưa ạ? Rồi 88K kèm màu kèm số, rất nhiều các chị yêu đang comment sai cú pháp này. Đấy, đang comment sai cú pháp này. 88K kèm màu kèm số điện thoại đó mới là đúng cú pháp này. Được chưa ạ? 15 lần chia sẻ được không ạ? Rồi 15 lần chia sẻ các chị yêu nha. Trời ơi, nóng quá đi. Rồi 15 lần chia sẻ để các chị ơi, bởi vì sao ngày hôm nay này 15 lần chia sẻ này đổi lại một cái sản phẩm áo jean này rất là đẹp. Ok này, đấy. Ok nào, em bắt đầu chọn nha. Bây giờ Thùy Dương sẽ lướt rất là tích cực, bởi vì hiện tại em thấy cái lượng comment của mình rất là nhiều đúng không ạ? Nên là sẽ lướt lên lướt xuống và chọn hoàn toàn ngẫu nhiên luôn này. Rồi nào các chị ơi, nào nhanh tay nào, em đã bớt chút thời gian cho các chị yêu rồi mà vẫn còn rất nhiều chị yêu đang comment sai cú pháp nhá. Em đã để cho các chị yêu mình một cơ hội để mình comment lại cú pháp cho em nào. 88K kèm màu kèm số điện thoại nào đấy. Chị yêu này em đã để dành cho thần hẳn 1 đến 2 phút để các chị yêu comment lại cú pháp mà vẫn chưa có chị yêu nào, vẫn đang rất nhiều các chị yêu comment sai cú pháp này. Đấy, toàn chỉ có mỗi 88K đã chia sẻ, lại toàn có mỗi 88K số điện thoại màu đâu rồi. Ok chứ nào?
88k kèm màu kèm số điện thoại mới đúng các chị các bạn đấy. Comment không đúng giúp em này là không thể nào mà em ghim được trực tiếp bình luận đâu. Mà như thế là sai cú pháp không được lên đơn hàng thành công được không ạ? Rồi, 88k kèm màu kèm số điện thoại giúp em này để dành cho các chị yêu này vài phút để comment lại những chị yêu nào này. Rồi, ok này, em sẽ bắt đầu ghim chị đầu tiên nhá. Rồi, nhưng mà chị này lại sai cú pháp rồi các chị ơi. Đấy, em lướt nhưng mà tự nhiên là lướt trúng toàn những cái chị mà sai cú pháp thôi, nên em xin phép lại sẽ bỏ qua đơn hàng của chị Anh Lan nhá. Bây giờ em sẽ chuyển ra cái đơn hàng của chị tiếp theo luôn nhá. Rồi, ok nào đấy, ghim chị đầu tiên thấy cái comment của chị Anh Lan này rất là nhiều luôn. Đấy, mà ghim của cái bà nào ghim của cái bà Anh Lan này thì toàn là 88k trắng xanh không có số điện thoại, bỏ luôn nhá. Bỏ luôn của chị Anh Lan này. Rồi, ok, chị yêu nào muốn được gọi tên nhanh tay comment ở đây. Nhớ là gì ạ? Đừng gì, đừng comment sai cú pháp cho em này. Đấy, đừng comment sai cú pháp cho em là 88k kèm màu. Em ghim chị yêu này, chị yêu này biết mình comment sai, lần sau tham gia minigame bên em nhớ comment đúng cú pháp được không ạ? 88k kèm màu nha các chị ơi. Rồi, nhanh tay nào. Nhanh tay nào các chị ơi, mình phải comment đúng cho em chứ. Mình phải comment đúng này. Tại sao này, em không biết là hình như các chị yêu mình bị ẩn comment hay sao. Em toàn thấy comment sai cú pháp này. Toàn là 88k màu xanh, số điện thoại không có. 88k kèm số điện thoại, màu cũng không có luôn. Chỉ để lại mỗi số điện thoại cộng đã chia sẻ cũng không có. Hay các chị yêu mình bị ẩn comment nhỉ? Đấy, toàn này, toàn 88k này, màu thôi, bỏ số điện thoại luôn. Xong lại có mất 88k số điện thoại, màu không có. Để lại mỗi số điện thoại cộng chữ đã chia sẻ. Rồi lại để mỗi số điện thoại cộng cộng với màu, không có 88k. Thế làm sao mà em chốt được đúng nào? Rồi ngày hôm nay chị yêu nào mà muốn em ghim bình luận của chiếc chị yêu thì các chị yêu phải đúng comment đúng cú pháp cho em chứ. Rồi ok, em tiếp tục ghim nha. Rồi nào, em ghim chị đầu tiên là chị Nguyễn Anh, 88k màu trắng, số điện thoại 0912765778 này. Ok chị Nguyễn Anh, nếu đang xem live ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 88k các chị yêu nhá. Rồi đến chị yêu thứ hai này. Rồi, không là mất nhiều thời gian của chị yêu nữa nhá. Bây giờ em ghim liên tục ba chị yêu được quà luôn này. Chị đầu tiên là chị Nguyễn Anh, 88k màu trắng này, 0912765778 đã chia sẻ cho em 15 lần rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ ghim chị tiếp theo luôn nhé, không làm mất nhiều thời gian của chị này. Rồi các chị ơi, nhanh chóng nào comment cho em theo đúng cú pháp 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo là đã chia sẻ cho em nhé. Đấy, chia sẻ cho em bao nhiêu lần, comment cho em bao nhiêu lần nhé. Bắt đầu ghim chị thứ hai có avatar màu đỏ rất là nổi bật. Chị Bảo Bình đúng không ạ? 88k trắng này, 0932032145. Ok, ngay lập tức inbox cho em. Ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là 88k này. Trời ơi, Bảo Bình chia sẻ 14 lần không đủ rồi các chị ơi. Ngày hôm nay nhớ cho em này, từ đây em ghim comment nhưng mà toàn trúng người. Một là không đúng pháp này, hai là không chia sẻ đủ như vậy. Rất là tiếc luôn đúng không ạ? Chị Bảo Bình là bị loại đơn rồi nhá. Bây giờ em vẫn còn hai đơn này. Em sẽ nhường hai đơn này cho người tiếp theo luôn nhá. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào, chị yêu nào hay chơi game của em. Đấy, chia sẻ cho em nhiều lần rồi mà mình chưa được ấy, thì mình nhanh tay vào đây comment cho em để em ưu tiên lên đơn của mình nhá. Ngày hôm nay rất là buồn cho mấy chị đúng không ạ? Mình đã comment mà đã được em chọn trúng rồi mà mình lại, tức là mình lại không gì nhỉ? Không đúng mình cú pháp ấy, không như đúng vậy đúng nó rất là tiếc luôn nhá. Đúng rồi, như vậy mình không đúng cú pháp thì có phải là quá đáng tiếc đúng nào? Rồi đấy, game 2 chị đã bị mất gì à? Đã bị sai cú pháp rồi. Rất là đáng tiếc đúng ạ, quá là đáng tiếc luôn này. Đấy, ngày hôm nay mình được ghim trực tiếp tên của mình mà lại không đúng cú pháp này, bỏ qua đơn luôn đúng ạ. Rồi ok, em tiếp tục này. Em tiếp tục lại chọn nha, ngày hôm nay này. Đó, bỏ hai chị yêu đấy rồi. Thì bây giờ hai phần quà của hai chị yêu đấy em sẽ chuyển cho hai chị yêu khác được không ạ? Đấy, em sẽ chuyển cho hai chị yêu khác. Nên chị yêu vẫn, hai chị yêu nào mà mình chưa được gọi tên, mình vẫn còn cơ hội. Chị yêu nào đang xem live vẫn còn cơ hội tại đây giúp em. Chia sẻ nhanh chóng 88k kèm màu kèm số điện thoại. Các chị yêu nhớ cái comment đúng nhá. Em thấy rất nhiều các chị yêu chỉ comment mỗi 88k kèm số điện thoại thôi. Không thể nào mà nhìn thấy các chị yêu để mà ghim được. Rồi tiếp tục là chị yêu nào được gọi tên đây ạ? Ui dồi ôi, rất là nhiều các chị yêu đang comment đây. Đấy, chọn cũng khó đúng không nào? Rồi bây giờ em sẽ nhìn thấy chị yêu nào mà gì ạ? Em nhìn thấy chị yêu nào avatar xinh gái nhất này, nổi bật nhất đêm nay em sẽ ghim nha. Đấy, rồi nhanh tay nào. Ok này các chị ơi, mình nhanh tay giúp em nào. Em để ra 10 giây cuối cùng. Đấy, hai chị yêu mình chưa được gọi tên, để 10 giây cuối cùng nào. 88k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 15 lần. Rất nhiều các chị yêu chia sẻ có 13, 14 lần đây này. Sao trên máy chủ của em toàn hiện các chị yêu comment sai này. Em đi ạ, chị ơi, em chia sẻ 25 lần rồi, với em chưa được quà bao giờ. Như thế làm sao em ghim được đúng không các chị? Thật sự là trên Facebook, trên máy chủ của bên em hiện tại toàn là chia sẻ gì đây ạ? Rồi ok nào, gì đây?
Trần Hạ Uyên à? 88K màu xanh 0971918078. Ok này, xin chúc mừng Trần Hạ Uyên. Ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là 88K các chị yêu nhá. Rồi ok nào, sao thế nào mà toàn mã sản phẩm gì đây? Toàn rồi ok này, em sẽ chốt chị yêu tiếp theo này. Rồi em chốt chị yêu tiếp theo nha. Ok, em nhìn thấy rồi đấy ạ. Chị này là có một nick Facebook rất là đáng yêu này. Đấy, chị này là nick Facebook rất là đáng yêu luôn. Ok. Rồi ok này, em ghim chị yêu này nha. À, chị Hoa Mộc Lan đúng ạ. Rồi ok này. Ô sao ghim vẫn chưa lên nhở? Ô sao ghim, em ghim bình luận của chị Hoa Mộc Lan rồi sao vẫn chưa lên nhở? Ok này, chị Hoa Mộc Lan này, màu trắng đúng ạ. Số điện thoại là 0988783223, chia sẻ cho em rồi này. Ok. Ok rồi các chị ơi, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ nhá. Đúng đủ bán với giá bao nhiêu ạ? 88k. Không đúng không đủ, bỏ luôn phần quà được chưa ạ? Rồi ngày hôm nay thế nào mà em nhìn thấy toàn comment của các chị yêu là em nhé này, cho em cái này cho em cái kia. Rồi ok, xin chúc mừng ba tình yêu đã được Thùy Dương gọi tên. Ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 88k. Không đúng không đủ, hủy luôn được chưa ạ? Rồi ngày hôm nay chị yêu nào mình chưa được mua với giá 88k cũng đừng buồn đúng nào, ở lại live với em ngày hôm nay. Em mang ra xả toàn bộ cửa hàng giá sốc cho các chị yêu luôn. Và chị yêu nào mà ngày hôm nay chưa mua được với giá là 88k này, mình đừng buồn nhá. Ngày hôm nay em xả giá gốc cái con sản phẩm này cho các chị yêu luôn. Đấy, ngày hôm nay xả con giá gốc cho chị luôn. Chị yêu nào chưa mua được với giá 88k ngày hôm nay với sản phẩm áo jean cổ lông này, hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 trần lông toàn thân, với cái phần thiết kế lông và cổ rất là lớn này. Đấy, cổ mũ rất là lớn này. Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn với là 590.000 trên sản phẩm này, mà ở ngoài thị trường không đâu có cái giá 590 các chị yêu nhá. Hàng loại 1, loại 2 em không nói, đừng mang ra so sánh hàng loại 1 hàng loại 2 hoặc loại 3 em không nói. Đừng mang ra so sánh hàng loại 1 của em với những sản phẩm hàng chợ, hàng đều, mà bảo là ôi rồi đẩy chỗ nó bán rẻ hơn đấy mà chúng mày bán đắt thế. Bán đắt là bởi vì sao? Hàng người ta là hàng xịn, hàng chuẩn chứ không phải hàng dởm đúng nào. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em nha. Chính xác rồi các chị ơi. Em xin phép là sẽ chấm dứt cái chương trình 88k nhá. Hôm nay nó kéo hơi dài so với thời lượng bởi vì chọn ghim chúng nhiều, chị không đúng cú pháp quá đúng không ạ? Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển qua một chương trình tiếp theo. Đó là chương trình xả kho kết thúc mẫu. Phía sau đây rất nhiều áo phao này, ngày hôm nay em xả hết mức giá dưới giá nhập cho các tình yêu luôn ạ. Sản phẩm áo bò này hiện đang rất nhiều chị quan tâm, để em xin phép là giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm luôn ạ. Đây là sản phẩm hàng loại 1 đến từ Quảng Châu, hàng free size, dưới 65 cân mặc vừa nhá. Chất liệu là jean này, bên trong lót lông và có cổ lông rất lớn có thể tháo rời cho em. Ngày hôm nay em xả kho mã này ưu đãi cho các chị yêu đang tham gia livestream với mức giá là 590.000 các chị yêu nhá. 590.000 cho em và mã hàng là K20 nhá. K20 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, mình được lên đơn với mức giá 590.000. Còn các chị yêu nào mình vẫn còn đang băn khoăn đúng không ạ? Mình có thể ghé trực tiếp cửa hàng của em, mình mua sản phẩm này cho em nhá. Đó, cửa hàng của bên em có cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang này. Đó, cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang này, các chị có thể ghé trực tiếp cửa hàng của em mua. Bởi vì em biết rằng là với một cái sản phẩm mà với cái giá trị cao thì mình sẽ không yên tâm khi mua hàng online đúng không nào. Nhưng mà em cam kết với các chị đây là hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Và với những cái hàng tương đương như này, các shop họ bán 900, 1 triệu, 1 triệu 2 là bình thường. Đó, và em bán 590.000 thực sự rất là sát giá nhập rồi. Đấy, vì cái hàng này giá nó đắt nhưng mà chất lượng nó rất là cao đúng không ạ? Đó, 590k cho em nhá. Hàng Quảng Châu loại 1, các chị nhìn là các chị cũng biết rồi đúng không ạ? Hàng Quảng Châu loại 1 mình phân biệt với loại 2, loại 3 là như nào ạ? Thứ nhất là về cái cổ lông của nó này, cái cổ lông của nó cực kỳ lớn và cực kỳ to. Phần thân của em là thân lót lông mịn toàn thân và form dáng free size dưới 65 cân mặc vừa. Còn những cái hàng họ bán hơn 200-300 này, hàng Quảng Châu, không phải hàng Quảng Châu mà hàng Việt Nam may ấy, thì cái cổ lông của nó bé xíu xíu này, và cái lông của nó sẽ rất là kiểu vón cục đúng không ạ? Đấy, đúng cú pháp cho em nhé. K20 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, hoặc chụp ảnh màn hình gửi vào inbox em tư vấn thêm, hoặc là mình ghé trực tiếp shop em mình săn đồ nha. Rồi ok, chị yêu nào mình gần cơ sở mình qua shop em này, mình mua đồ thử đồ cho nghỉ và kiểm tra chất lượng luôn được không ạ? Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm tiếp theo, là sản phẩm hiện tại em đang mặc là một sản phẩm phao đại hàn Quảng Châu cao cấp này. Sản phẩm em đang mặc là thiết kế là phao dáng dài nhá, nhưng mà phao nó dáng không quá dài và ôm gọn cơ thể chúng ta rất là đẹp này. Đấy, dáng phao này, phao trần bông này. Đấy, chị yêu nào mà mình đi làm công sở mình mặc cho em cái dáng phao này rất là đẹp. Được thiết kế tặng kèm cho các chị yêu một cái cổ lông này. Đấy, lông có thể tháo rời cho em. Ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá là 390.000 trên sản phẩm áo phao. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K49. K49
0349 kèm số điện thoại trên, kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Bên em có từ size L cho đến size 3XL, cho chị yêu nào từ khoảng cân nặng 40 đến 65kg mình có size lựa chọn giúp em. Đó, một sản phẩm pha có khóa 2 chiều các chị yêu nhá. Chiều nào mình đi xe máy này, mình kéo cho em cái khóa chiều dưới xuống này, mình ngồi xe máy thoải mái, đến cơ quan, đến chỗ làm việc kéo xuống cho em. Đấy, điểm nhấn tiếp theo này ở cái phần túi của chúng ta được cái phối phần ren này. Đấy, do em mặc màu đen nó chưa nổi một tí nữa em đổi màu cho các chị yêu nhìn luôn này. Chất liệu phao của em là chất liệu phao nhăn nhá, bên trong trần lông bông rất là trần bông rất là dày dặn luôn này. Đấy, cực kỳ ấm luôn và có kèm theo một cái mũ kèm theo cổ lông có thể tháo rời cho em nhá. Đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng này là K49 nha. K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. K49 thì em có 4 size nhé, từ size L cho đến size 3XL. Đấy, tương đương cho từ 40 cân đến 65 cân mình mặc vừa. Và em có 5 tông màu cho các chị yêu lựa chọn luôn ạ. Bây giờ em xin phép là sẽ lên lần lượt từng màu của sản phẩm lên cho các chị yêu nha. Mình cùng ngắm, mình cùng shopping nhé. Đó, kèm cho các chị thêm một cái cổ lông này. Đấy, cổ lông pha màu rất là đẹp luôn đúng không ạ? Ngoài ra thì mình hoàn toàn có thể tháo rời cái phần cổ lông này nếu mình không thích nhé. Vừa pha màu vừa pha tiêu cho em này. Hàng Quảng Châu loại 1 của em đây ạ. Hàng Tắc Mắc Quảng Châu đây ạ. Đó, và cái size này nó bắt đầu từ size L cho em nhé. Là size nhỏ nhất của nó bắt đầu từ size L cho em là tương đương với cái size nhỏ nhất đấy ạ. Đó, cho đến size 3XL, cho cân nặng từ 40 cân cho đến 65 cân quay đầu. Mã hàng là K49 cho em nha. Rồi, tiếp tục Thùy Dương qua một siêu phẩm tiếp theo. Một sản phẩm này vẫn là K49 nhưng mà thiết kế tông màu của Thùy Dương đang mặc là một tông màu hồng đất các chị yêu nhá. Một tông màu hồng đất này mặc lên rất là sang chảnh và rất là điệu này. Đấy, ngày hôm nay sale mức giá sốc là giá chỉ còn 390.000. Yêu thích để đúng cú pháp xem K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với mức giá là 390.000 cái triệu này. Đấy, được thiết kế phối phần ren ở phần túi chúng ta. Túi có túi có cúc này. Đấy, cúc bấm giúp em nhá. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn 390.000. Một sản phẩm dáng phao này ôm gọn cơ thể chúng ta rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, mặc rất là gọn này. Mà năm nay là năm rét đại hàn. Chiêu nào mà mình mua cái sản phẩm áo phao dáng dài này thì không còn lo gió rét đúng nào. Rồi, K49 là mã sản phẩm, sale bao nhiêu ạ? 390.000. Hàng có đủ size nhé, cho 40 đến 65kg lựa chọn cho em. Bắt đầu từ size L cho đến size 3XL. Thùy Dương hiện này, Thùy Dương hiện là hiện mặc size L nhé. Đấy, đây này em đang mặc size L đây ạ. Rồi, ok nào. Qua ngay một màu tiếp theo ngày hôm nay này, có đến 5 tông màu cho các chị yêu lựa chọn cơ. Đấy, nên chị yêu nào ngày hôm nay mình xem ở lại live, mình xem live mình shopping của em. Đấy, đúng rồi, toàn siêu phẩm thôi. Mã hàng cho em là mã hàng K49 nha. K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại em lên đơn cho mình thành công này. Ngày hôm nay có bao nhiêu màu ạ? Có tới 5 màu cho các chị yêu chọn luôn ạ. Đó, K49 ngày hôm nay 5 màu luôn này. Quá là đẹp luôn các chị ạ. Chất phao này siêu đẹp luôn các chị ạ. Đấy, phao nhăn này ở bên trong trần lông nó rất là mềm, kiểu lông vũ ấy các chị ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đó, và phối cái điểm nhấn là phần ren ở đây cho em nhé. Rồi, tiếp tục này, K49 một màu này là màu màu cam đất. Sản phẩm này mặc lên này, đấy, rất là trẻ trung năng động. Các chị yêu nào mình hơi đúng tuổi cho em mặc cái sản phẩm cũng rất đúng là đẹp. Rồi, K49 sale 390.000. Để đúng cú pháp là K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 390.000. Một dáng phao ôm gọn cơ thể này rất là đẹp luôn. Cái sản phẩm này rất cực kỳ là đẹp luôn chị yêu nào mà mình nhìn bên ngoài còn phê nữa. Rồi, K49 kèm màu. Sờ chắc cái này siêu đẹp luôn các chị ạ. Nó lông nó trần rất đều và rất mềm luôn các chị nhé. Rất là ấm luôn này. Tác đó, Tác Mác hàng Quảng Châu cao cấp của em nhé. Form dáng ôm vừa vặn vào cơ thể, khóa của em là khóa 2 chiều luôn này. Dáng dài vừa phải cho em nhé. Người mẫu bên em cao 1m55 này. Hiện đang mặc trên gối khoảng 5cm nhé. Cái này trùm kín toàn thân này các chị, trời lạnh như này các chị mặc đi xe máy cho em thì tuyệt vời mặt trời luôn ạ. Ấm từ đầu đến chân luôn mà lại cực kỳ đẹp luôn này. Đó, quá là sang luôn đúng không ạ? K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Chị Yến Hải ơi, K49 em lại không có màu đỏ rồi chị yêu nhá. Em có 5 màu này, bây giờ em đang lên từng màu một này. Em đã lên màu đen và màu hồng đất rồi nhá. Đây là tông màu hồng đất cho em này, được chưa ạ? Đây là tông màu hồng đất cho em nhá. Đó, các chị nhìn có rõ không ạ? Tông màu hồng đất cho em này. Đó, lên màu đen, màu hồng đất và màu cam đất rồi nhá. Bây giờ em lên tiếp tông màu hồng phấn và tông màu xanh rêu nữa này. Đấy là hết đủ 5 màu của sản phẩm này. Sản phẩm này em không có màu đỏ các tình yêu nhé. Comment cho em là K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Ngày hôm nay em sale mức giá là 390.000 các tình yêu nhé. 390.000 cho em này. Ui, cái này là hàng loại 1 luôn các chị ạ. Chất siêu đẹp luôn. Đấy, cái này là trần lông vũ các chị ạ. Trần lông vũ rất là dày và ấm luôn cho em nhé.
Không ở đâu có cái này, áo này bán giá 390.000 đâu ạ. Ngoài chợ Ninh Hiệp họ bán buôn những cái này đã vào 350 hoặc 380 rồi các chị yêu nha. Rồi bây giờ thì Dương qua sản phẩm là K49 màu hồng hồng phấn này, một tông màu rất là nhẹ nhàng. Đó, lông mình có thể tháo rời, chị yêu nào mình không thích lông mình mặc như hiện tại em đang mặc đấy ạ. Đấy, chị yêu nào thích lông thì mình cài cho em cái cổ lông như những cái sản phẩm trước em vừa cài nha. Rồi K49 sale 390.000, hàng đủ size bắt đầu từ size L cho đến size 3XL, 40kg đến 65kg đều có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K49. K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Màu em đang mặc là một tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng do chị yêu nào mà mình thích màu hồng này. Đấy. Rồi ok, tiếp tục này. Đúng rồi. Mã này của em có đủ size nhé, bắt đầu từ size nhỏ nhất là size L cho đến size lớn nhất là size 3XL. Cho cân nặng từ 40 cân đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em nhé. Mã này họ đánh bắt đầu từ size L cho em này. Size L là size nhỏ nhất luôn đấy ạ, là size của Thùy Dương đang mặc ạ. Thùy Dương bên em là cao 1m55 và nặng 47 cân. Hiện tại đang mặc cái mã này size L là size nhỏ nhất, vừa in rất là ôm form luôn. Đó, đấy, cho đến size 3XL là các chị 65 cân mặc được cho em này. Dáng này là dáng ôm form, bò ôm form vừa vặn nhá. Đấy, ôm vừa người ấy, chứ không phải là dáng rộng đâu các chị ạ. Đó, K49 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nhé. Áo khoác bò lông này em sale 590.000 này. Mã này em có 4 màu và có đủ size luôn ạ. Đó, K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em này. Rồi K49 màu đen cho em này. Dáng phao lỡ vừa phải nhá, khóa 2 chiều, hàng này quá đẹp luôn các chị ạ. Em cháy hàng mã này luôn mà thực sự không có hàng để lấy luôn đấy các chị ạ. Đấy, bởi vì bây giờ Quảng Châu nó vào mùa cuối năm rồi, họ không còn sản xuất hàng nữa. Họ không còn sản xuất hàng thu đông nữa và bây giờ họ đã chuyển sang sản xuất hàng hè, hàng thu, hàng xuân của mùa năm sau rồi. Đặt hàng áo phao là không còn đặt được nữa, không còn ở đâu sản xuất cho mình nữa. Trong khi thời tiết đang rất là rét như thế này rồi đúng không ạ? Đấy, mình không dinh thì là cũng hết hàng luôn, không còn hàng để phục vụ cho mình nữa ạ. Rồi, đây, tiếp tục, màu nào. Tiếp tục K49 thì Dương đang lên một tông màu rêu này. Đấy, một tông màu rêu rất là tinh tế cho chị yêu nào mà mình muốn bật tông da này, hoặc là chị yêu nào mà mình đứng tuổi một xíu mình mặc cho em cái màu này rất là đẹp này. Đấy, một tông màu xanh rêu cực kỳ đẹp luôn. Rồi, khỏi cần phải nói nhiều, hàng mặc lên là thấy đẹp mà nhìn cũng đã thấy đẹp rồi đúng nào. Rồi, K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá 390.000, đủ size từ 40 đến 65kg lựa chọn cho em. Bây giờ thì Dương sẽ điểm lại từng tông màu của K49. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em. K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 390.000 các chị yêu nhá. Rồi, K49 màu xanh rêu này, đấy, 390.000. K49 màu đen này, 390.000 này. K49 màu cam đất này, đấy, 390.000 này. K49 màu hồng đất này, 390.000 này. Đấy, K49 màu tiếp theo là K49 màu hồng phấn này, 390.000 các chị yêu nhá. Đầy đủ 4 tông màu của K49. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Em xin phép là giới thiệu lại về một lượt nữa về cái sản phẩm này trước khi là em rút mã này nhá. Mã hàng của em là mã hàng K49 này, là một cái loại phao trần bông đến từ Quảng Châu, siêu dày siêu ấm và cái dáng nó là dáng ôm form body cho em này. Điểm nhấn của em nó đó chính là cái gì ạ? Form dáng ôm vừa vặn vào người. Đấy, và dáng của này là dáng dài vừa phải, nó vừa dưỡng cho cơ thể mà vừa không lo dài quá. Khóa của em là khóa 2 chiều các chị yêu nha. Khóa 2 chiều thì mình có thể kéo ngược lên như này khi mà mình đi xe máy cho em đúng không ạ? Mình kéo ngược lên mình xoạc chân ra rất là ok luôn này. Đấy, đi xe máy, đi xe số thoải mái cho em. Không thích thì mình lại kéo xuống cho em nhá. Túi hai bên này và dáng trơn này rất phù hợp với các chị em đi làm công sở. Phần lông vũ này, mình phần lông ở cổ này mình hoàn toàn có thể tháo rời cho em này. Và ngày hôm nay hàng của em là hàng có đủ size đủ số, từ size L cho đến size 3XL, cho từ 40 cân đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Chốt cho em theo đúng cú pháp là K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại lên đơn, mức giá 390.000. Hiện tại thời tiết đang rất lạnh và rất là rét rồi, và hàng này đã là hàng về đợt cuối cùng rồi, nên là các chị yêu nhanh tay chốt đơn, không là mình sẽ hết hàng các chị yêu nha. Rồi, K49 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale giá sốt, giá chỉ còn 390.000 thôi. Chị yêu nào yêu thích mình phải nhanh tay lẹ cho mình để cho em nhá. Hàng về không có nhiều đâu các chị yêu ạ. Đấy, một sản phẩm này, đấy, rất là đẹp đúng không ạ? K14. Rồi, K49 nha, bây giờ em chuẩn bị qua mẫu. Mã này em không có màu đỏ các tình yêu nha, em có đúng 5 màu duy nhất này. Màu đen này, màu xanh rêu này, màu hồng đất này, màu cam đất và màu hồng phấn cho em này. Đúng 5 màu luôn các chị yêu nhá. Và có đủ 4 size này, từ size L cho đến size 2XL. Hiện tại em còn đủ size nhưng em không dám chắc là 1-2 hôm nữa sẽ còn đủ size đâu, nên là mình vui lòng lên đơn sớm thì mình còn hàng nhá. Còn lên đơn muộn hết hàng luôn ấy, em không thể nào mà nhập. Em có muốn em cũng không thể nhập hàng về thêm được nữa, bởi bên Quảng Châu họ đã dừng sản xuất rồi. Những cái hàng phao chất lượng đẹp và cái giá rẻ như này không hề có nhiều để cho mình băn khoăn và chần chừ đâu ạ. Chốt cho em nào, K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại
Hàng áo phao này phí ship của bên em là đồng giá 40k nhé. 40k trên một sản phẩm cho em này. Thông cảm giúp em là hàng này em không miễn phí ship được, bởi vì hàng em đã sale rất là rẻ rồi. Em không thể nào free ship được, người ta bán 600-700 người ta còn chưa chắc đã free ship cho mình đúng không nào. Em bán có 390.000 thì phí ship em thu thêm nữa là 40k, bởi vì hàng mùa đông này rất là cồng kềnh và rất là nặng. Đấy là 40k thì em đã bù ship một phần cho mình rồi nhá. Nên là mình chịu theo cho em cái phí ship là 40.000 nữa nha. Bây giờ thì Dương sẽ qua một sản phẩm phao dáng dài tiếp theo với chị yêu này. Chị yêu nào vừa thích màu đỏ đúng không nào? Vậy thì mình tham khảo sang mẫu sản phẩm này giúp em nhé. Sản phẩm mà em đang mặc trên người ngày hôm nay được thiết kế điểm nhấn là cũng ôm form rất là chuẩn này. Đấy. Và được thiết kế này phần lông này. Đấy, phần lông rất là lớn, có thể tháo lông cho em nhưng mũ không thể tháo rồi. Các khóa đều có tác này và phối viền khóa rất là tinh tế. Ống tay bo chun khỏi sợ lạnh gió lùa đúng nào. Đằng sau có điểm nhấn là một dòng chữ. Rồi, chị yêu nào yêu thích sản phẩm này để đúng cú pháp cho em là K14 kèm màu kèm số loại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công với mức giá 390.000 các chị yêu nhá. Với sản phẩm này phao trần bông rất là dày dặn và ấm áp này. Đấy, cực kỳ là dày luôn này. Đấy, có cái phần mũ lông này rất là đẹp, rất là lớn, điểm nhấn đặc biệt này, rất là đẹp đúng nào. Rồi ngày hôm nay sale mức giá 390.000, hàng đủ size cho các chị dưới 65kg yêu thích để đúng cú pháp em là K14 kèm màu kèm số hạ trên cùng một dòng comment. K14 bên em có đến 7 tông màu cho các chị yêu tha hồ mà lựa chọn đúng nào. Rồi bây giờ thì Dương sẽ qua lần lượt từng tông màu của K14 nhá. K14 em đang mặc là K14 màu đỏ, không tháo mũ nhưng có mũ các chị yêu ạ. Mũ này, này. Em đội mũ lên cho các chị yêu xem luôn. Cái này có mũ nhá, thì cái phần lông này có thể tháo rời cho em này. Nhưng không tháo được mũ, tháo được lông thôi ạ. Đấy, rất xinh đúng không ạ? Em xả mức giá là 390.000 nhá. K14 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Rồi, K14 kèm màu, kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công các chị yêu nhá. Đấy, 390.000. Và hàng đủ size từ 40-65kg, em có size lựa chọn hết cho các chị yêu. Đấy, rồi yêu thích nhớ để đúng cú pháp cho em, bởi vì hàng này, đấy, hàng này về không có nhiều đâu các chị yêu ạ. Đấy, chưa kể là khách sẽ qua trực tiếp lấy đúng nào. Nên các chị yêu nào mà mình mà muốn thì mình phải để lại cú pháp để em chừa hàng trước cho các chị yêu đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ em qua tiếp K14 màu gel này. Đấy, màu gel này thì rất phù hợp với chị yêu nào mà mình hơi đúng tuổi hoặc là mình thích mặc bật tông da, mình mặc cho em cái màu này nhá. Đấy, rồi ngày hôm nay sale bao nhiêu ạ? 390.000, được thiết kế logo điểm nhấn phần tay này, rất là đẹp. Rồi 390.000 lên đơn hàng thành công. K14 kèm màu kèm số hạn trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công. Ngày hôm nay 7 tông màu em sẽ qua màu rất là nhanh đấy. Đúng rồi ạ. Mà mình đã thích cái màu nào thì mình phải xin ngay cho em. K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. Em lên đơn mức giá 390.000, hàng của em toàn bộ là hàng Quảng Châu loại 1 này, không có hàng Việt Nam may các chị yêu nhé. Về cái hàng Quảng Châu thì các chị hoàn toàn yên tâm cho em này, từ form dáng cho đến đường kim mũi chỉ cho đến trần bông cũng rất là đều và rất là đẹp cho em nhé. Hàng thực sự rất là chất lượng này, giá rất là rẻ rồi. Các chị yêu nào gần shop em mình ghé trực tiếp shop em mua đồ chợ Ý này, cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em này. Còn các chị yêu ở xa em có nhận ship hàng nhé. Phí ship bên em áo phao là 40k này. Đấy, phí ship bên em là 40k trên một đơn áo phao, và chốt cho em trên livestream này để em phục vụ cho mình được nhanh nhất nhé. Rồi, tiếp tục qua K14 màu trắng này. Đấy, màu trắng thì rất phù hợp chị yêu nào mà mình trẻ trung một xíu này. Mình thích tinh tế, mình thích sang chảnh thì mặc cho em cái màu này nhá. Đi Sapa này hay đi đâu đi du lịch, mặc cho em sản phẩm màu trắng, chụp ảnh sống ảo, không còn gì để nói, quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Rồi 390.000, yêu thích để đúng cú pháp cho em. K14 kèm màu kèm số hạ trên cùng một dòng comment. Rồi em nhìn thấy tất cả các chị yêu các chị ạ. Rồi ngày hôm nay mình để đúng cú pháp cho em là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Các chị yêu mình phải để đúng cú số điện thoại cho em là để đúng cú pháp cho em. Nếu chị để lại là cho chị cái này, cho chị cái mẫu đang mặc, hay cho chị cái kia, cho chị cái này màu gì, thì không có số điện thoại làm sao mà em chốt đơn để cho các chị yêu đúng nào. Rồi bởi vì quá nhiều là comment đang nổi lên rất là nhiều, em không kịp đọc tên các chị yêu thì các chị yêu mình vui lòng thông cảm cho em nhé. Nếu không thấy nghe em đọc tên các chị yêu cũng không phải là em không chốt đơn cho các chị yêu, mà là do em không thể nào mà đọc kịp được. Nên các chị yêu mình cứ để đúng cú pháp để lên đơn hàng thành công. Bên em có hệ thống phần mềm quét đơn của các chị yêu này. Đấy, nên không thể nào mà sót đơn của các chị yêu được. Mình cứ để đúng cú pháp thì chắc chắn máy tính nó sẽ không bỏ qua đúng nào. Đúng rồi ạ. Chốt cho em là K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nhé. Hệ thống bên em tự động quét đơn, sau đó ngày mai em sẽ có nhân viên gọi điện để chốt đơn cho các tình yêu này, nên các tình yêu cứ hoàn toàn yên tâm cho em nhé. Mã K14 này em có đủ size, từ size M đến size 2XL, 40 cân đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cho em. Ưng ý sản phẩm này thì chốt nhanh cho em không là hết hàng mất này. K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Bên em không ship áo phao qua Shopee này. Phao ngắn chờ em một chút, em lên phao ngắn luôn các tình yêu nhé. Đó, K14 em lên tiếp tông màu đen này. Rồi K14 màu đen này không hề kén da kén giá và kén độ tuổi chúng ta đúng nào. Rồi K14 kèm màu kèm số hạn trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 390.000. Hiện tại hàng vẫn còn đủ
size cho người từ 40 đến 65 kg, lựa chọn cho em. Yêu thích để liền đúng cú pháp cho em, K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công nhá. Rồi em qua màu đen này, hiện tại còn đến 3 tông màu nữa em chưa lên cho các chị yêu, rất là nhiều tông màu đấy. 7 em màu luôn rất là nhanh. Thực sự là không có cái shop nào đúng không? Không có cái kho buôn nào mà nó lại chữ nhiều phao. Mỗi phao thì toàn 6-7 màu, xong lại đủ size, đủ số cho các tình yêu như này đâu ạ. Nhưng mà thực sự em đã trữ rất là nhiều hàng rồi nhưng cũng không đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi người. Khi mà vào cái dịp cuối năm như này và trời tiết đang rất là rét như này thì cái nhu cầu nó đang tăng cao đúng không ạ? Em không thể nào mà phục vụ kịp được, chưa kể là hàng Quảng Châu thì em lại bị phụ thuộc vào bên Quảng Châu, bây giờ họ đã ngừng sản xuất rồi ạ. Đó nên là mình ưng ý mã nào thì mình phải chốt nhanh cho em nhé. Không thì là đến lúc mà rét quá lại cần mua hàng, quay lại hỏi em hết hàng mất rồi thì em rất là tiếc khi mà không phục vụ được cho mọi người nhé. K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. Rồi ok, tiếp tục thì Dương đang mặc một, tiếp tục là một tông màu xanh ngọc, một tông màu rất là lạ mắt. Và cái tông màu này thì mặc lên rất là tôn da này. Ngày hôm nay sale mức giá là 390.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã là K14. K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K14 bên em có đủ size, từ size M cho đến size 2XL. Cho chị yêu nào dưới 65kg và từ 40kg mặc ok cho em. Thùy Dương đang cao 1m55 và nặng 47kg, mặc trên gối và hiện đang mặc size M các chị yêu nhá. Đó, em đang mặc size M là size nhỏ nhất này, em nhấn mạnh cho các chị yêu. Size M là size nhỏ nhất này. Đấy, như Thùy Dương đang mặc đấy ạ. Tiếp tục qua tông màu tiếp theo ạ. K14 sale 390.000 các tình yêu nhá. K14 sale 390.000 cho em. Chốt cho em theo đúng cú pháp là K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Em lên đơn cho mình thành công này. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên các màu tiếp theo luôn nhé. 7 màu luôn các chị ạ. Rồi thử gọi là sái hết người luôn. Đấy, có tận 7 màu cơ và size thì có 4 size này, từ size M đến size 2XL, 40 cân đến 65 cân quay đầu mặc vừa cho em là phao trần bông hàng Quảng Châu nhé. Cái mũ này không tháo được nhưng cái lông này có thể tháo được, cái giặt cũng rất là tiện lợi cho các chị này. Rồi tiếp tục qua K14 tiếp theo là K14 màu xám, thì Zona mặc một màu rất là tinh tế và sang chảnh này. Đấy, yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 390.000. Đầy đủ size từ size M cho đến size 2XL, cứ từ 40 đến 65kg, em có size lựa chọn hết cho các chị yêu này. Đấy, nên các chị yêu nào mà mình vẫn còn đang lo về vấn đề chiều cao cân nặng của mình cứ để đúng cú pháp tại đây, mình lên đơn hàng, mình giữ hàng cho mình đã. Sau đó nhân viên bên em sẽ gọi điện cho các chị yêu để hỏi chiều cao cân nặng này. Đấy, để tư vấn một cái sản phẩm áo còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nên chị yêu nào muốn tư vấn kỹ hơn mình cứ để đúng cú pháp tại đây, bên em có một đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp được không ạ? Rồi tiếp tục K14 màu hồng phấn là màu thứ 7 của màu K14 rồi. Rồi K14 màu hồng phấn cũng sale 390.000, đủ size đủ số, yêu thích để đúng cú pháp cho em. Đúng rồi. Kèm màu, em kèm nhìn thấy tất cả các tình yêu luôn này. Chốt đơn kèm cho em thêm số điện thoại nhé. Chốt đơn thêm đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Nếu mà thiếu số điện thoại là em không tư vấn được nhé. Còn thiếu mã hàng thì trong một livestream nhà em lên rất nhiều mẫu. Rồi, bây giờ thì Dương sẽ điểm qua lại tất cả màu của K14 để cho chị yêu nào mình gì ạ, mình xem sau, mình chưa xem được đủ màu nha. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ em sẽ đọc lại từng tông màu này. K14 màu hồng phấn 390.000, hàng đủ size dưới 65kg, em có size lựa chọn hết cho các chị yêu này. Tiếp tục là K tiếp theo là K14 màu xanh ngọc này, 390.000 kèm số điện thoại cho em. K14 màu xám này, 390.000 kèm số điện thoại cho em này. K14 màu đen này, đó, 390.000 kèm số điện thoại cho em này. K14 màu trắng này, đấy, 390.000 kèm số điện thoại cho em. K14 màu đỏ này, đấy, 390.000 kèm số điện thoại cho em. Và một màu nữa là K14 màu xanh rêu này, 390.000 kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi K14 và K49 là dáng đều như nhau và Thùy Dương mặc nó bằng nhau được chưa ạ? Đấy, chiều cao thì Thùy Dương là 1m55 và mặc trên gối khoảng 3 phân thôi các chị ạ. Đấy, nên là dáng của K49 và K14 nó dài bằng nhau nhá. Rồi nó chỉ tương đương nhau thôi. Rồi tiếp tục nào, K14 kèm màu kèm số thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công này. Rồi em dành ra 10 giây cuối cùng chốt K14 đi em nhé, nhiều màu quá. Rồi em đọc lại từng màu một này. K14 màu xanh rêu cho em này, được chưa ạ? Rồi K14 màu đỏ cho em này. Ok này. Nhiều mã quá. K14 màu đen. Rồi. K14 màu đen nha em nhé. 390.000 đủ size này. Từ size M đến size 2XL cho em nhé. K14 màu trắng này, 390.000 này. Đủ size này. Đó. Yêu thích để đúng cú pháp cho em K14 kèm màu kèm số. Tiếp tục K14 màu xanh ngọc, 390.000. Đấy, đủ size dưới 65kg. Rồi K14 màu xám này, 390.000. Và K14 màu hồng, 390.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công nhá.
Đúng rồi. Đó, mã này thì nó là cái dáng nó không quá dài cũng không quá ngắn các chị yêu ạ. Đấy, nó dáng lưng lửng vừa phải đúng không ạ? Nó vừa trùng kín mông và nó giữ ấm cho cơ thể rất là tốt các chị yêu nhá. Rồi, có rất nhiều các chị yêu mình quan tâm đến sản phẩm váy len mà hiện tại Thùy Dương đang mặc bên trong đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Thùy Dương xin phép dành ra một ít phút để Thùy Dương giới thiệu với cái sản phẩm váy len hiện tại em đang mặc nhá. Đúng rồi nào. Hai chị em hết cả hơi. Công nhận mệt thật. Em bị nhầm bảy luôn. Rồi bây giờ sản phẩm váy len hiện tại thì Dương đang mặc là một sản phẩm váy len body hàng Quảng Châu cao cấp này. Được thiết kế là cái phần cổ này, được thiết kế là phối phần cổ này là cổ lọ nhá. Đấy, cổ lọ giữ ấm cơ thể chúng ta rất là ok đúng không ạ? Chất liệu len tăm dày dặn cao cấp đến từ Quảng Châu Ôm Form Body rất là chuẩn. Ngày hôm nay sale giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 149.000 trên sản phẩm váy len hiện tại em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em là V94 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. V94 một sản phẩm váy len tăm rất là dày dặn, em bao vừa cho các chị yêu dưới 65kg mặc ok cho em nhé. Đấy, có giãn rất là nhiều đúng không ạ? Rồi, V94 là mã sản phẩm váy đen em đang mặc. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em V94 kèm màu kèm số dạng trên cùng một dòng comment, chỉ duy nhất màu đen và sale 149.000. Đúng rồi. Rồi bây giờ em sẽ đá qua sản phẩm áo dạ cho các chị yêu này. Đúng rồi, cái V94 này cực kỳ là dễ kết hợp đồ cho em này. Nó vừa có cái cổ lọ giữ ấm cho cơ thể này, dáng của nó là dáng dài nhá. Đấy, nhờ Thùy Dương comment 55 này mặc dài gần kín gối cho em này thì cao thấp mình đều mặc được mã này cho em thoải mái luôn nhá. Mình kết hợp với áo khoác da, áo khoác dạ, áo khoác phao hay áo khoác cardigan ở ngoài đều đẹp cho em này. Bây giờ em xin phép chuyển qua sản phẩm áo dạ nha. Rồi bây giờ thì Dương xin phép chuyển qua sản phẩm áo dạ. Hiện tại em đang mặc là dạ Quảng Châu cao cấp loại 1. Được thiết kế điểm nhấn là phần cổ vét bản lớn này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Thiết kế này, đấy, phần túi cũng được cách điệu này. Đằng sau lưng chúng ta có một phần đai làm tôn lên dáng áo chúng ta. Áo được thiết kế là form dáng baby doll, rất là dễ mặc mà mặc lên rất là xinh xắn. Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 249.000. Chỉ 249.000 trên sản phẩm áo dạ hiện tại em đang mặc. Chất liệu dạ mịn, dạ ép cao cấp đến từ Quảng Châu này. Đấy, chất liệu dạ rất là lì luôn này. Đó, em bao giá bao chất toàn quốc luôn. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K09. K09 kèm màu, kèm số dạ trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công với mức giá 249.000 nhá. Rồi bên em này, cái sản phẩm này, đối với sản phẩm này nó có một cái nhược điểm là chỉ còn size lớn cho các chị yêu trên 55kg mình mặc ok cho em này. Đấy, K09 màu nâu bò rất là tây và rất là sang. Tiếp tục K09 màu kem rất nhẹ nhàng và tinh tế. Đúng để rồi. Đúng cú pháp cho em K09 kèm màu, kèm số dạ trên cùng một dòng comment nhá. K09 màu nâu thì hiện tại em còn size L, size XL và size 2XL cho cân nặng từ 55 đến 70 cân mặc vừa. Còn K09 màu kem thì em chỉ còn size XL và size 2XL cho từ 60 cân đến 70 cân mặc vừa cho em nhé. Mẫu này là form dáng baby doll này, rất là sang luôn này. Chị yêu nào hơi mập một xíu mình mặc rất là đẹp cho em nhé. Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển qua form ngắn luôn các tình yêu nhé. Chị em mình cũng phải điều độ chứ, tạo không trời còn lại dài. Mày thì cố hết rồi nhé. Rồi tiếp tục thì Dương qua tiếp theo là dáng phong ngắn này. Đấy, chị yêu nào mà mình không thích dáng dài mình tham khảo dáng ngắn cho em nhé. Rồi với sản phẩm áo phao hiện tại thì Dương đang mặc trên người đây là một siêu phẩm này. Một siêu phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp, được thiết kế điểm nhấn là phần mũ của chúng ta có thể tháo mũ giúp em. Và hai bên sườn eo chúng ta được thiết kế được thiết kế chiết eo này. Đó, chiết eo rất là ôm gọn cơ thể chúng ta này. Đấy, chị yêu nào mà mình làm văn phòng công sở mình mặc cái dáng phao này thì rất là sang đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 299.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc. Và có đủ size từ size M cho đến 3XL, từ 38 đến 65kg mình mặc ok cho em sản phẩm này. Để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 các chị yêu nhé. Rồi K34 ngày hôm nay 4 tông màu cho các chị yêu lựa chọn này. Đấy, phao trần bông rất là dày dặn và trần bông rất là đều các chị yêu này. Đấy, đường kim mũi chỉ thì rất là chắc chắn này. Đó, rất là đẹp, hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 bên em này. Đấy. Rồi em sẽ thử từng tông màu cho các chị yêu nhé. Em thử từng màu cho các chị luôn này. K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhé. Mã này thì em có đủ size luôn này, từ size M đến size 3XL, cho từ 38 cân cho đến 65 cân mặc vừa cho em nhé. Mã này rất là kiểu form rất là nhỏ luôn đấy các chị ạ. Nên là kể cả 38, 40 cân các chị rất là ngại mặc áo phao, các chị mặc cho em mã này vẫn cứ là ôm, vẫn cứ là vừa người luôn cho em nhé. Mã hàng là K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Rồi tiếp tục là K34 màu tiếp theo em đang mặc là màu đen. Một K34 màu đen thì rất là dễ mặc này, không kén da kén dáng đúng em đúng nào, không kén độ tuổi luôn, tuổi nào cũng mình cũng mặc được cái màu đen rồi. Ok, K34 299.000, K34
34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 299.000 thôi nhá. Rồi, ok nhanh tay nào, mình để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại nhá. Bên đúng em rồi. Sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn về chiều cao cân nặng cho các chị yêu này. Đúng rồi các chị ơi. Khi mà mình chọn size áo phao thì em cũng không thể nào mà chỉ dựa vào mỗi cân nặng được các chị ạ. Đấy mà em còn phải dựa vào cả chiều cao, hoặc là mình ví như là vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mình mà có phần nào hơi to quá thì em cũng phải đều phải điều chỉnh size cho mình, đúng không nào? Đấy vì đấy, cái size số này mình tư vấn qua livestream nó sẽ không được chuẩn. Mà các chị ơi, trong khoảng cân nặng từ 38 cân đến 65 cân mình mặc mã này ok cho em, bởi vì hàng có đủ size từ size M đến size 3XL các ạ. Đó, chị yêu nào yêu thích mã này chốt cho em là K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Sau đó em sẽ có tele sale gọi điện để tư vấn cho các tình yêu. Làm sao các tình yêu mặc đẹp mặc vừa thì bên em mới gửi hàng. Trong tình yêu, trong các trường hợp mà tư vấn mà thấy các tình yêu mặc không vừa thì em sẽ phải tư vấn sang mẫu khác hoặc là phải hủy đơn đấy ạ. Đó. Rồi đúng rồi đấy ạ, các chị yêu ơi, bởi vì để tư vấn một sản phẩm áo mặc vừa mặc đẹp nhất có thể, các chị yêu còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố này. Ví dụ vai mình rộng này, vòng 1, vòng 2 của mình lớn này, đã phải chọn cho em size khác rồi đúng không ạ? Rồi K34 màu đỏ, 299.000 kèm size kèm số điện thoại cho em này. Đấy, một sản phẩm phao chiết eo rất là đẹp, ôm gọn cơ thể chúng ta, đủ size từ M đến 2XL, mặc ok hết giúp em từ 48 đến 60kg. Không hết màu gì, không sáng nữa. Đừng ngại để lại cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại các chị yêu ạ. Đấy, cứ để lại cú pháp cho em đi, bởi vì là em còn phải tư vấn nữa mà. Đấy, để lại số điện thoại cho em để em tư vấn cho mình nhá. Mình cảm thấy ok, mình mặc đẹp mặc vừa thì em mới gửi hàng nha. Đấy, còn trong trường hợp mà mình mặc không vừa thì em sẽ tư vấn cho mình sang mẫu khác các tình yêu nhá. K34 của em hôm nay có 4 tông màu này. Rồi, tiếp tục, K34 em đang mặc là một tông màu xám rất là tinh tế và sang này. Chị yêu nào mình làm cho em văn phòng công sở, mình mặc cho em cái màu này sang, cực sang luôn. Rồi, K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000 này. Một mức giá không thể đâu mà ưu đãi hơn được nữa này. Rồi, em sẽ điểm lại từng tông màu của K34 cho các chị yêu nhé. Đó, bây giờ em xin phép là sẽ giới thiệu lại một lượt về sản phẩm K34 này trước khi em rút mã này nhé. Mã hàng K34 của em là dáng phao dáng ngắn. Đấy, dáng phao dáng ngắn. Điểm nhấn của nó là ôm chiết eo vừa vặn vào cơ thể nhé. Mã này giúp em này từ 38 cân đến 65 cân. Đấy là em có đủ size từ M đến 3XL cho mình mặc vừa nhé. Chất liệu là phao trần bông cao cấp. Em nhấn mạnh là hàng Quảng Châu cho em nhé. Đường kim mũi chỉ cho đến form giá cho em trần bông cực kỳ chuẩn. Đó, phần mũ của em hoàn toàn có thể tháo rời. Mũ không có cổ lông nhưng mũ có thể tháo rời cho em rất là gọn gàng đúng không ạ? Mã hàng là K34 nào. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nha. Rồi, K34 màu em đang mặc là K34 màu xám. K34 màu xám 299.000 kèm số điện thoại cho em. K34 màu đen này 299.000 kèm số điện thoại cho em. K34 màu hồng phấn này kèm số điện thoại cho em này. K34 màu đỏ 299 kèm số điện thoại cho em. Người mới bên em là cao 1m55 và nặng 47 cân. Hiện tại đang mặc size nhỏ nhất là size M các tình yêu nhé. Đó, 47 cân đang mặc size nhỏ nhất là size M, là ôm sát vừa người luôn đấy ạ. Tức là tóm lại là mã này cho em là trong khoảng cân nặng từ 38 cân đến 65 cân mình đều có size được cho em nhé. Đấy, trong khoảng cân nặng này mình thích mã này thì mình chốt cho em là K34 kèm màu kèm số điện thoại. Sau đó thì em sẽ có tele sale gọi điện để tư vấn cho các tình yêu luôn ạ. Rồi ok, bây giờ thì Dương sẽ điểm qua một sản phẩm này. Đấy, một sản phẩm áo khoác da các chị yêu nhé. Đấy, một sản phẩm áo khoác da hàng Quảng Châu cao cấp của bên em này. Bán rất là chạy luôn. Rồi ôi, một cái sản phẩm này hot hit cực kỳ luôn này. Đấy, sản phẩm áo da hiện tại thì Dương đang mặc là sản phẩm da hàng Quảng Châu cao cấp loại 1. Được thiết kế cổ vét rất sang chảnh và tinh tế đúng không ạ? Rất là lịch sự, lịch thiệp này. Sản phẩm em đang mặc được thiết kế rất nhiều điểm nhấn, đinh tán đính trực tiếp trên cầu vai cổ áo chúng ta này. Đấy, khóa giả khóa thật luôn này, khóa rất là sáng đúng không ạ? Đây là túi thật cho em nhá, túi thật có khóa này, đây là khóa giả này. Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá lỗ luôn là 249.000 trên sản phẩm áo khoác da hiện tại em đang mặc trên người. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K05 hiện tại này, đấy, K05 bên em đang sale 249.000 và hiện tại bây giờ vẫn còn đang đủ size cho các chị yêu từ 40 đến 65kg mình mặc ok cho em sản phẩm này. Để đúng cú pháp là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. K05 một sản phẩm áo da có 3 kiểu mặc. Một là khoác như tại thị Dương vừa khoác, hai là kéo cho em để bẻ thành cái cổ vét này rất là tinh tế. Ba là đi đường gió lạnh mình kéo cho em cái phần này cổ cao lên này, kín cổng cao tường rất là ok đúng nào. Rồi mua một như là được ba luôn, để đúng cú pháp cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 249.000 đủ size dưới 65kg này. Rồi này, đấy, khóa phần ống tay giúp chúng ta mở rộng phần ống tay nếu mà có bị kích cái phần ống tay của chúng ta nhá. Đấy, một sản phẩm phao rất là nhiều, áo da rất là nhiều chi tiết như này. Mà ngày hôm nay chỉ có 249.000, em đảm bảo đây là giá lỗ sấp mặt của bên em rồi đấy ạ. Đấy,
lót lụa này, rất là em đẹp. Em nghe 3 màu cho các tình yêu lựa chọn luôn nhé. K05 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Hiện tại là bây giờ màu bạc em có đủ size nhé. Màu bạc và màu vàng em có đủ size này. Từ size S cho đến size XL, 40 đến 65 cân quay đầu mặc vừa này. Đó. Rồi, tiếp tục thì Dương ngày em đang mặc K05 màu nhũ vàng, một tông màu này. Đấy, một tông màu lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường thời trang áo da đúng không ạ? Một tông màu rất là lạ mắt. Với sản phẩm áo tông màu nhũ vàng này mình mặc lên thì rất là sang giúp em. Đấy, mặc lên rất là sang. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá 249.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K05. K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với mức giá 249.000. Một sản phẩm áo các da hàng Quảng Châu cao cấp này. Bởi vì sao bên em mới có giá như vậy? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đổ buôn đổ xỉ rất là nhiều rồi. Chỉ còn một vài số lượng rất là ít mang ra sale cho các chị yêu. Để các chị yêu này, đấy, mình mua được cái sản phẩm áo da này, mình về mình diện đẹp đúng nào. Cái thời tiết nếu mà Tết nó không lạnh quá này, mình mặc những sản phẩm áo da này đi chơi thì không còn gì để nói. Cái áo da này thì các chị mặc quanh năm được, mùa hè, mùa thu, mùa đông đúng không? Mùa xuân như em mặc mùa nào cũng được. Mà lại dễ kết hợp đồ vô cùng luôn ạ. Lại rất là sang chảnh như em đúng không ạ? K05 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nào. Đây là những sản phẩm cuối cùng trong kho rồi các chị ơi. Còn yêu thích thì nhanh tay chốt cho em là K05 kèm màu, kèm số điện thoại này. Không hết hàng mã này là hết luôn cho em nhé. Màu đen hiện tại em chỉ còn duy nhất một chiếc size L cuối cùng thôi ạ. Đấy, đây là em không lên line nữa nha. Rồi, tiếp tục thì Dương đang qua K05 màu vàng này. Một cái màu vàng thì rất là trẻ trung, nổi bật đúng không ạ? Một cái màu này nổi bật giữa đám đông luôn. Bởi vì sao? Nhìn rất là sang chảnh mà mặc cực kỳ là bật tông da đối với sản phẩm màu vàng này. Yêu thích để đúng cú pháp cho em. K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 249.000 triệu nhá. Đúng rồi. Đấy, chất liệu da rất là dày dặn. Các mẫu áo khoác áo da này phí ship bên em là đồng giá 40.000 nhá, không miễn phí ship các tình yêu ơi. Đây toàn là sale giá gốc rồi, không có miễn phí ship nữa nha. Đó, 60 cân 1m63 mặc được L không? 1m63 60 cân mặc được ấy nhỉ? Được. Cao mà. Mặc được size L nha chị Thủy Lê nha. Chị Thủy Lê lấy thì comment cho em là K05 màu đen. À, kèm size L, kèm theo số điện thoại cho em để em chốt đơn cho mình nha. Ok nào, eo 74 này, nặng 55, cao 1m67. Trời, khó hình dung quá. Mặc áo size gì số? Không hiểu à, không nói gì. Dù chị không hỏi hiểu sản phẩm gì luôn. Chị Quỳnh Bùi Thị ơi, chị đang hỏi về sản phẩm gì nhỉ? Nếu mà là áo da thì áo da mình mặc cho em size M. Ừ, size M thôi. Chị Quỳnh Bùi Thị áo da thì mình mặc cho em size M là ok nhé. Còn các sản phẩm khác thì em phải tư vấn cụ thể vì là rất nhiều sản phẩm, rất nhiều. Rồi ok, bây giờ thì Dương xin phép và giới thiệu lại sản phẩm áo da một lần nữa này. Rồi, sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp, chất liệu da nhân tạo cao cấp, thiết kế rất nhiều khóa này, khóa ống tay giúp chúng ta mở rộng phần ống tay này, đinh tán đính trực tiếp trên cầu vai làm sang hơn chiếc áo da của chúng ta. Đấy, khóa giả này, túi cũng có, ok chưa ạ? Ngày hôm nay sale mức giá 249.000, đai có thể tháo ra giúp em nếu không thích được chưa ạ? Bởi vì là đai là di động. Rồi ok, size sale 249.000, hiện vẫn là còn đủ size cho các chị yêu dưới 65kg nha. Rồi bây giờ thì Dương sẽ qua tiếp vào sản phẩm tiếp theo này. Đấy. Rồi các chị hối phao nhiều quá cơ. Bây giờ em lại qua tiếp một sản phẩm phao tiếp theo nhé. Rồi tiếp tục bây giờ thì Dương sẽ lại qua phao tiếp theo này. Đấy, phục vụ theo yêu cầu các chị yêu luôn. Với sản phẩm phao hiện tại thì Dương chuẩn bị mang giới thiệu cho các chị yêu này. Vẫn là một sản phẩm phao nhé. Nhưng mà phao là phao hơn, dáng gọi như là dáng lửng, không phải là dáng quá dài. Đấy. Sản phẩm phao một thì Dương đang mặc trên người này là phao trần bông cao cấp đến từ Quảng Châu này. Được thiết kế điểm nhấn là phần logo ở phần ngực chúng ta này và phần logo ở tay này. Đấy, rất là trẻ trung năng động. Dáng phao này cực kỳ là ôm rất là chuẩn này. Đấy, ống bo tay chu này, không sợ gió lùa vào người chúng ta đúng nào. Rồi ngày hôm nay sale sản phẩm phao này với mức giá shop cho các chị yêu giá chỉ còn 350.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K35. K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000. Và hàng bên em có đủ size, bắt đầu từ size M cho đến size 2XL, dưới 65kg và từ 45kg trở lên, 40kg trở lên. Em đều có size lựa chọn cho các chị yêu được không ạ? Rồi đúng cú pháp cho em là K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 này. Có mũ nhưng mũ không thể tháo rời cho em nhé. Mũ có thể có hai cái phần dây rút ở đây giúp chúng ta này. Đấy, bó gọn cái phần mũ khi đi đường, không để gió lùa vào tai của chúng ta đúng không ạ? Rồi K35 màu em đang lên đầu và đầu tiên là màu đỏ. Ngày hôm nay K35 cũng lại đến 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn cơ đấy. Nên bây giờ em sẽ qua màu rất là nhanh để giới thiệu cho các chị yêu này mình có thể ngắm đủ màu của K35 nhé. Đấy. Tiếp tục này. Tiếp
tiếp tục qua K35, một màu đen này, một màu rất là dễ mặc, không hề kén dáng, kén da của chúng ta, cũng không kén độ tuổi luôn. Độ tuổi nào mình cũng thể chọn màu đen mặc cho em này. Một màu đen này mặc rất là sạch rồi đúng không ạ? Mà rất là giấu dáng. Chị em nào mình mập mạp một xíu mà mình không biết chọn màu gì, mình chọn cho em cái màu đen rất là dễ mặc và rất là dễ phối hợp đồ. Rồi, K35 màu đen ngày hôm nay sale 350.000, yêu thích để đúng cú pháp game. K35 màu đen kèm K35 kèm số điện thoại trên, kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 này. Đấy, được thiết kế điểm nhấn là logo ở phần ngực và phần tay của chúng ta này. Đấy, fashion bông rất là đẹp, rất là dày dặn, bất chấp mọi loại gió mùa luôn. Rồi, K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Đấy, K35 màu đen. Em qua màu đen rồi này. Rồi em qua tiếp này. Ngày hôm nay đến tận 7 tông màu cơ các chị yêu ạ. Đấy, tha hồ cho các chị yêu mình lựa chọn luôn. Đấy, rất là nhiều màu, một cái tông màu này. Trời ơi. Rồi, tiếp tục này, thì dâng qua tiếp K35 màu xanh rêu. Một màu xanh rêu bật tông da và rất là sang, phù hợp chị yêu nào mà mình đứng tuổi một xíu mình chọn cho em cái màu này nha. Đó. Rồi, K35 350.000, hàng có đủ size từ size M cho đến size 2XL, dưới 65kg mình lựa chọn size giúp em. Đấy, váy, đều có size. Váy body như Thùy Dương đang mặc bên trong mã hàng là V94 cho em nhé. V94 em sale 149.000 này. Ok nha. Rồi, ok, K35 màu xanh ngọc. K35 màu, à có nhầm, màu xanh rêu. K35 màu xanh rêu kèm dối nạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 các chị yêu nhé. Đấy. Rồi này, đấy, qua tiếp màu xanh rêu này. Bây giờ em sẽ qua từng tông màu của K35 luôn. Ngày hôm nay em đến 7 tông màu. Ui, 7 màu. Gần cái nào, 6 màu của 7 màu. Có hàng trên trên chưa móc khóa. Rồi, qua tiếp là K35 màu hồng phấn này. Một màu hồng rất là nhẹ nhàng, tinh tế. Chị yêu nào mình đơn giản là mình thích màu hồng, mình mặc cho em cái màu này. Hay chị yêu nào mình thích nhẹ nhàng, cái tông màu nó nhẹ nhàng, mình lấy cho em cái màu này nhá. Rồi, K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 này. Đấy, một sản phẩm này 350.000 nha. K35 màu hồng phấn cho em này. Rồi. Tiếp tục qua màu xám này. Rất là nhiều màu ngày hôm nay luôn ạ. 7 màu luôn ạ. 7 màu và có đủ size nhé, từ size M đến size 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa mã này cho em này. K35 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nha. Rồi, tiếp tục K35 màu xám, một màu rất là sang luôn. Em rất thích là cái màu xám này. Đấy, sản phẩm áo phao này em cũng thích màu xám bởi vì mặc nó rất là sang. Đấy, một cái màu rất là tinh tế. Rồi ok, tiếp tục K35 màu xám này. 350.000, hàng đủ size từ size M cho đến size XL, từ 40 đến 65kg em có size lựa chọn cho các chị yêu. Rồi, K35 màu xám 350.000, để đúng cú pháp là K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 trên một sản phẩm áo phao phao nhá. Đấy, một sản phẩm áo phao như này, phao trần bông rất là dày dặn các chị yêu này. Đấy, phao trần bông rất là dày dặn mà họ hàng có cho họ trần bông rất là đều. Đấy, đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn luôn này. Đấy, tiếp tục qua K35 màu xanh ngọc này. Đó, một tông màu xanh ngọc thì rất là lạ mắt đúng không ạ? Mà cũng rất là sáng da đối với cái vòng này. Rồi, tiếp tục nào, K35 màu xanh ngọc. Đó, K35 màu xanh ngọc này 350.000, để đúng cú pháp K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 các chị yêu nhá. Đấy, rồi ok, tiếp tục còn một tông màu nữa này. Một tông màu trắng, trắng tinh khôi. Còn một tông màu trắng tinh khôi nữa. Bây giờ em sẽ qua một tông màu trắng cho chị yêu nào mà mặc cho em cái màu trắng này. Mình đi chụp ảnh sống ảo cho em thì không có gì để nói, quá tuyệt vời luôn. Đối với những cái sản phẩm màu trắng nào mình cũng cảm thấy đẹp rồi đúng không ạ? Đó, một màu trắng rất là sang nha. Rồi, qua K35 màu cuối cùng là K35 màu trắng. Đó, K35 màu trắng này, yêu thích để đúng cú pháp cho em. K35 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá 350.000, chỉ 350.000 này. Em đội mũ lên cho các chị yêu xem nhé. Đấy, có cái phần dây rút ở mũ này. Đấy, chị yêu nào mà mình đi đường mình rút cho em cái dây này. Đấy. Rồi nào, K35 này, K35 màu trắng 350.000, K35 màu đen 350.000 kèm số điện thoại cho em. K35 màu đỏ 350.000 này. K35 màu xanh ngọc 350.000 này. K35 màu rêu này 350.000 và K35 màu hồng phấn này, vẫn còn màu xám 350.000.
Rồi, cao 35 màu xám này. Đấy, 350.000, đầy đủ tất cả này. Đấy, 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn nhá. Rồi, cao 35 kèm màu kèm dưới dạng chi cùng dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 cho em này. 7 màu luôn ạ. À. Nào bây giờ em giới thiệu lại một lượt nữa đi, không phục em quá không chịu không ấy được. Là sản phẩm K35 của em là sản phẩm phao dáng lỡ nhá. Phao trần bông đến từ Quảng Châu này. Với điểm nhấn của em là phần logo ở ngực này và logo ở tay nhá. Mũ này là mũ không thể tháo rời và mũ không kèm lông cho em này. Dáng dài vừa phải, người mẫu bên em là cao 1m55. Là mình mặc sẽ vừa trùm kín mông và trên gối khoảng 5 phân các chị yêu nhá. Đấy, mặc đi đường thời tiết này giữ ấm rất là tốt. Và hàng có đủ size từ size M đến size 2XL. 40 cân đến 65 cân mình quay đầu mặc vừa cho em nhé. Đúng cú pháp cho em là mã hàng K35 kèm theo màu kèm theo dưỡng và em lên đơn cho mình này. K35 màu đầu tiên là màu trắng này. Đó, 350.000 này. K35 màu đen 350.000 này. K35 màu xám này 350.000 này. Đấy. Rồi, K35 màu xanh rêu này 350.000 này. K35 màu hồng phấn nha. K35 màu hồng phấn 350.000 này. Đó, K35 màu xanh ngọc này 350.000 này. K35 tiếp tục này, K35 màu đỏ này 350.000 này. Đúng rồi, 7 màu luôn ạ. 7 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn nhé. Đúng cú pháp cho em là mã hàng K35 kèm màu kèm số điện thoại. Em lên đơn cho mình thành công mức giá 350k em này nhá. Nếu các chị yêu không thích logo, các chị yêu chọn cho em dáng khác nhưng ngày hôm nay rất là nhiều pha luôn này. Đấy, có cái logo này thì sẽ có điểm nhấn hơn này. Không thích logo mình chọn cho em dáng khác nha. Đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại, em lên hàng cho mình thành công nha. Rồi, ok, có một số các chị yêu mình vẫn quan tâm đến sản phẩm váy em mặc bên trong đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thì Dương sẽ giới thiệu lại cái sản phẩm váy mà em đang mặc bên trong nhá. Đấy. Rồi, sản phẩm mà váy hiện tại thì Dương đang mặc bên trong là một sản phẩm váy len body cao cấp đến từ Quảng Châu. Hàng được thiết kế này, thiết kế điểm nhấn là cái phần len này. Len này len cổ lọ cho em nhá. Đấy, phần len cổ lọ rất là ấm áp, giúp chúng ta giữ cái phần cổ rất là ấm đúng nào. Rồi, ngày hôm nay ôm form body rất là chuẩn, chất liệu len tăng rất là dày dặn. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là V94 ngày hôm nay em sale giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 149.000 đối với sản phẩm áo len hiện tại em đang mặc. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là V94 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 149.000. Em bao vừa cho các chị yêu dưới 65kg, em bao vừa hết này. Đấy, chất liệu len tăm rất là dày dặn và đanh lì nhá, nên là không lo bị nhão luôn ạ. Rồi, đúng ok rồi. Nào, V94 là mã sản phẩm sale 149.000. Đúng rồi, sau em có hai cơ sở cái tình yêu nha. Rồi, sau em có hai cơ sở này. Cơ sở 1 là số 6 ngõ 41 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở thứ hai bên em là ở đối diện cổng trường Nông Lâm, Bắc Giang các chị yêu nhá. Đấy, chị yêu nào mình cần cơ sở nào mình có thể qua mua hàng từ đồ trực tiếp giúp em. Đấy, rồi nào, bây giờ thì Dương sẽ qua tiếp một sản phẩm dáng phao ngắn tiếp theo này. Đấy, chị yêu nào ngày hôm nay mình không thích váng dáng phao dài đúng không ạ? Bây giờ sẽ qua áo ngắn này. Đấy, bên em có đủ phao lỡ, phao dài, phao ngắn bên em có hết được không ạ? Rồi, bây giờ thì Dương qua sản phẩm áo phao ngắn này. Hiện tại thì Dương đang mặc trên người một sản phẩm phao này. Đó là anh em với sản phẩm K14 các chị yêu nhá. Một sản phẩm được thiết kế này, phần logo ở phần ngực này, logo ở tay chúng ta rất trẻ trung năng động. Đằng sau cũng có một dòng chữ này. Đấy, đó chính là điểm nhấn này. Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 350.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc trên người đấy ạ. Đấy, khóa này, khóa có tác luôn này, rất là đẹp. Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 350.000. Yêu thích để đúng cú pháp gem mã là K15. K15 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đấy, bên trong này, bên trong phần ống tay của chúng ta được bo một cái lớp chun nhá. Đấy, nên là không sợ gió nó lùa vào ống tay này, bên dưới cũng được bo luôn này. Đấy, rồi ngày hôm nay sale mức giá là 350.000 và hàng bên em có đủ size, bắt đầu từ size M cho các chị yêu này, size M, size L và size XL cho chị yêu dưới khoảng cân nặng 60kg mình mặc ok cho em sản phẩm này nhá. K15 kèm màu kèm dưới lại trên cùng một dòng comment. K15 ngày hôm nay cũng đầy 4 tông màu cho các chị yêu này. Đấy, em sẽ thử từng tông màu cho các chị yêu này. Rồi, tiếp tục K15 màu trắng này. Đấy, màu trắng thì nhìn đã thấy đẹp. Đó, rồi K15 màu trắng, K15 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Và hàng có đủ size, size M, size L và size XL dưới 60kg mình mặc ok cho sản phẩm này nhá. Đấy, rồi tiếp tục này, em qua màu, ngày hôm nay em qua màu rất là nhanh. Tiếp tục K15 màu xám. Màu xám này rất là tinh tế này. Ấy, em vừa nói là em thích cái sản phẩm alpha mà em thích sản phẩm màu xám hết. Đấy, rồi một màu xám rất là sang. Rồi K15 màu xám logo này. Đấy, rất trẻ trung năng động này.
tác có khóa có tác này, rất là đẹp. Rồi cao 15 350.000 dưới 60kg có size hết các chị yêu này. Tiếp tục cam 15 màu rêu. Màu rêu rất phù hợp chị yêu nào mình hơi đứng tuổi một xíu mặc cho em nhé. Mặc cái màu này rất là trắng da. Mặc cái màu này rất là trắng da luôn này. Đó. Rồi K15 là mã sư phẩm CO 350.000 yêu thích để đúng cú pháp gen. K15 kèm màu kèm số dạng trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công nhá. Đấy. Rồi nào em sẽ điểm lại qua sản phẩm MK15 này. K15 là một sản phẩm phao dáng ngắn này, được bo bên dưới và bo phần ống tay. Điểm nhấn là logo ở tay và logo ở ngực, thiết kế mũ không thể tháo rời cho em. Ngày hôm nay 350.000 và có size cho người từ 40kg đến 60kg, mình có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K15 màu xanh rêu 350.000, K15 màu xám 350.000 kèm số điện thoại, K15 màu trắng 350.000 và K15 màu đen 350.000 kèm số điện thoại cho em. Lên đơn hàng thành công với mức giá 350.000 nhá. Đấy. Rồi có chị yêu nào mình đang quan tâm đến sản phẩm gì mình chấm phẩy phẩy vào đây giúp em nào. Đấy, để em biết là các chị yêu vẫn còn tương tác nhá. Đấy, ngày hôm nay em lên rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Bây giờ em điểm qua một xíu những cái sản phẩm váy len cho các chị yêu này. Đấy. Rồi, sản phẩm hiện tại Thúy Dương đang mặc trên người một sản phẩm áo len này, gọi là áo khoác len cardigan nhá. Đấy, áo khoác cardigan này. Sản phẩm em đang mặc được thiết kế kiểu như phong cách Hàn Quốc này, được thiết kế ba cái phần túi hộp này, rất là lớn này. Đó, rất là trẻ trung năng động và theo phong cách vintage đúng không nào? Mặc rất là Hàn Quốc. Chất liệu này, len dạ cao cấp này. Đấy, rất là dày dặn luôn. Ngày hôm nay sale giá sản phẩm này với mức giá chỉ 69.000 các chị nhá. Đấy. Chỉ 69.000 trên sản phẩm áo khoác len mà hiện tại Thúy Dương đang mặc trên người. Chiêu nào mà mình thích thì mình có thể đóng như này em mặc trên người đây ạ. Đấy. Hoặc là mình có thể khoác này, khoác bên ngoài ấy, kiểu như mình khoác thêm một cái khoác cardigan ấy. Đấy. Rồi ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn là 69.000 trên sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp gen mã sản phẩm là A38 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công với mức giá là 69.000. Và đối với những cái sản phẩm 69.000 này, các chị yêu mình vui lòng lên cho em này, lên cho em từ hai sản phẩm bất kỳ trở lên bên em nhận ship hàng nhá. Đối với những sản phẩm có giá 69.000 này, đấy, một sản phẩm áo khoác len cardigan này, rất là đẹp và chất liệu len rất là dày. Chị yêu nào mà mình mặc theo phong cách vintage, mình mặc cho em cái sản phẩm rất là đẹp. Hoặc là chị yêu nào mình có thể mua về tặng mẹ cũng được, mặc cho em sản phẩm này rất là đẹp này. Đấy. Rồi ok nào. Dưới 65kg em bao vừa đối với sản phẩm áo khoác len cardigan này nhá. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp gen mã sản phẩm là A38 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Ok chị Ngân Hồng, mình hỏi gì đấy em không nhìn thấy comment của chị Ngân Hồng mà bây giờ em mới nhìn thấy nhá. Rồi ok. Rồi bây giờ thì Dương sẽ qua sản phẩm tiếp theo này. Đấy. Rồi bên em không có dạ đỏ chị yêu nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua tiếp này. Bây giờ em sẽ đảo qua một số những cái sản phẩm hàng sale cho các chị yêu luôn nhé. Em vừa giới thiệu cái gì? A38 em sale mức giá là 69.000 nhé tình yêu nhé. Với những cái hàng sale này mua giúp em kèm thêm sản phẩm khác em mới ship hàng nhé. Mua một cái em xin phép là sẽ không ship hàng nha. Rồi tiếp tục Thúy Dương qua sản phẩm tiếp theo đây ạ. Một sản phẩm váy thiết kế dáng suông rất là điệu luôn này, rất là tiểu thư. Sản phẩm mà em đang mặc trên người, một sản phẩm váy được thiết kế này, thiết kế form dáng suông các chị nhá. Và hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 bên em này. Sản phẩm được thiết kế hai phần ống tay, rất là tiểu thư và điệu đà này, ống tay bồng đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá 99k, chị yêu nào đang xem livestream của em, yêu thích để đúng cú pháp cho em là mã sản phẩm là V62. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công với mức giá là 99k các chị nhá. Em bao vừa cho các chị dưới 65kg. Sản phẩm mà em đang mặc trên người đây ạ. Chất liệu này len tăm rất là dày dặn và co giãn đàn hồi rất là tốt này.
Đấy, chất liệu này trên cái phần van cao cấp và ống tay của chúng ta được thiết kế này, phối cái viền sọc này, tông sẽ tông với màu váy của chúng ta đúng không ạ? Rồi V62 em có 4 tông màu, các chị yêu thích để đúng cú pháp cho em là V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhé. V62 màu xám 99k kèm số điện thoại cho em. V62 màu xanh coban 99k kèm số điện thoại cho em này. V62 màu nâu này 99k kèm số điện thoại cho em. Và V62 màu đỏ mận 99k kèm số điện thoại cho em nhé. Ngày hôm nay 4 tông màu cho các chị yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 99k này. Một sản phẩm thiết kế rất là điệu, cái phần ống tay bồng chúng ta này. Đấy, mình mặc cho em đi tiệc đi cưới, cái sản phẩm này cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, có phao dài không? Rất nhiều phao dài luôn các tình yêu ơi. Phao dài mũ lông này 65-70 cân thì mình phải mặc những cái phao dáng rộng cho em nhé. Mẫu này thì mình có mẫu nào mặc 65-70 cân không? Chắc không. 65-70 cân nữa. Chắc khó không. Em mặc thử cái phao mũ lông này cho mọi người. Cái phao mũ lông này thì cái size bé nhỉ? Con có rộng như là size bé. Chị ạ, nếu mà nhà mình còn cao người thì khi đổi bữa K02 một kiểu K02 nó đâu phải phao đâu. Rồi bây giờ thì Dương sẽ mặc cái phao mũ lông đằng sau cho các chị yêu nhé. Các chị yêu mình rất là tinh mắt này. Đấy, chưa kịp lên giới thiệu cho các chị yêu đã đòi lên luôn. Rồi, sản phẩm mà em đang mặc trên người này, các chị yêu đợi em một lát nhé, em mặc em kéo cái khóa hẳn noi để em giới thiệu. Đây kéo không tăng chấm rồi tăng lưng sẵn đầu lưng. Rồi, sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm dáng phao này, dáng phao rộng, dáng phao Hàn Quốc các chị ơi nhá. Sản phẩm được thiết kế này, điểm nhấn là cái phần cổ lông của chúng ta này, lông này có thể tháo rời ra nhưng mũ thì không thể tháo rời này. Đấy, và phối cái phần viền khóa này. Đấy, phối phần viền khóa rất là trẻ trung năng động này. Bên sườn hai bên sườn hai váy hai bên sườn áo của chúng ta này cũng có hai cái đường khóa này. Đấy, chị yêu nào mà mình ngồi xe này, mình không thích kéo cái khóa hai chiều ở giữa này giúp em. Đấy thì mình kéo khóa sườn giúp em. Đấy là kéo khóa sườn, mình ngồi xe máy thoải mái cho em. Nếu không thích kéo khóa sườn, kéo cho em khóa giữa cũng ngồi xe máy thoải mái cho em được các bạn. Rồi, sản phẩm phao được thiết kế ống bo tay chun này. Đấy, đằng sau có một cái phần điểm nhấn này, là cái phần tát cài này, là cái phần tát này và có phối phần da cho các chị yêu nhá. Đấy, rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn 390.000 đối với sản phẩm này. 350.000. 350.000. Mã này em sale còn 350.000 cho tình yêu nhá. Mã này em có hai size thôi ạ, đó là size XL và size 2XL. Size XL như là Thùy Dương đang mặc đấy ạ. Đó, có hai size là size XL và size 2XL. Đó, size XL cho khoảng cân nặng từ 40 cân cho đến 50 cân mặc vừa này. Còn size 2XL cho khoảng cân nặng từ 50 đến 60 cân mặc vừa. Mã hàng của em là K65 nhá. K65 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Mình được lên đơn mức giá 350k. Và K65 ngày hôm nay em có 3 màu cho các tình yêu lựa chọn luôn ạ. Đấy, 3 màu luôn này. Qua tất cả màu cho các chị yêu luôn này. Phao trần bông hàng Quảng Châu cực kỳ là dày, cực kỳ là ấm luôn ạ. Thời tiết này mặc thì bao phê luôn, mặc đi Sapa đúng không ạ? Mặc đi Sapa, mặc đi ngắm tuyết rơi, mặc đi du lịch nước ngoài cho em đều đẹp này. Đấy, nó có phối cái khóa hai màu cho em này, chị yêu nào mà mình trẻ trung mình ít tuổi một xíu mình mặc cho em cái mã này rất là đẹp nha. Mã hàng là gì ạ? K65 nhá. K65 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Sale mức giá 350k này, rất là đẹp luôn này, cổ lông này. Thấy chưa ạ? Em phải kéo chật xuống dưới thì em mới kéo được khóa, em hiểu không? Em phải đây này, em phải kéo tạch một cái. Đấy, nó bị mất cái nào không? Đâu. Đây. Đây em phải lấy hai sắt. Không có gì sao. Cái này nó phải kéo chật xuống đất phía dưới nữa. Đấy, giật đấy, phải tạch cái này mới kéo. Rồi, tiếp tục này, K65 một màu xanh rêu này. Đấy, màu xanh rêu này thì rất phù hợp chị yêu nào mình thích bật tông da, mình thích nổi tông da mặc cho em cái màu này nhá. Đấy, đằng sau này. Đấy, điểm nhấn của chúng ta này, hai bên sườn này, vạt trước và sau ngắn này. Đấy, vạt trước ngắn và sau dài này. Bên sườn xẻ khóa này. Đấy, nó rất là tiện lợi chị yêu nào mà mình không thích kéo khóa hai chiều ở phần giữa, mình ngồi xe máy, mình để nguyên đấy, mình kéo hai khóa bên sườn cho em, mình ngồi xe máy thoải mái cho em này. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn 350.000 sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn như này. Còn chần chờ gì nữa, để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K65. K65 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000. Và hàng bên em có hai size, một là size XL, hai là size 2XL. Size XL cho người dưới khoảng cân nặng 53-54 kg nhá. Còn size
2XL cho người dưới khoảng cân nặng 60kg mình mặc ok cho em này. Đấy, chiều nào yêu thích để đúng cú pháp cho em. Hiện tại thì Dương đang mặc size XL này. Đấy, em đang mặc size XL đấy ạ. Rồi, cam 65 là mã sản phẩm, sale bao nhiêu ạ? Sale chỉ còn giá là 350.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào là K65 kèm màu kèm số đại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 nhá. Rồi tiếp tục qua màu tiếp theo này, ngày hôm nay có 3 màu. Qua tiếp một tông màu là tông màu sáng này. Rồi qua tiếp một tông màu xám này. Đó, K65 màu xám này. Một màu xám này rất là tinh tế. Đấy, xem mức giá 350.000 một cái sản phẩm áo phao này thì trời ơi, quá sức là hời luôn đúng không ạ? Rồi, K65 mã sản phẩm sale 350.000, yêu thích để đúng cú pháp cho em. K65 kèm màu kèm số lạ trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 nhá. Rồi, K65 là một sản phẩm phao dáng dài được thiết kế này, được thiết kế là khóa phối màu đằng sau là phối da và cái tát rất là đẹp đúng không ạ? Rồi ngày nay sale 350.000 có hai size, size XL và size 2XL dưới 60kg mặc ok gem. Rồi K65 màu xám em đang mặc 350.000, K65 màu xanh sale 350.000 và K65 màu đen 350.000 kèm số điện thoại cho em lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 nhá. Ngay đây chị yêu nào mà mình mua đơn hàng mua ngày hôm nay, chị yêu nào mà mình lên đơn hàng mình chia sẻ cho em một vài lần nho nhỏ xinh xinh. Đấy, để mình được hưởng với mức giá ưu đãi nha. Lâu này có thể tháo rời giúp em nhé. Em mang một ống khách. Trời có vẻ là lạnh nhé. Lạnh phết. Lông này có thể tháo rời ra giúp em này. Đấy, ngày hôm nay chị yêu nào mà còn mình không thích có lông này, mình có thể tháo rời ra giúp em. Đó. Rồi còn chị yêu nào quan tâm sản phẩm nào mình ... tại đây cho em nào để em biết em phục vụ theo yêu cầu các chị yêu này. Đấy, để em biết em phục vụ theo yêu cầu các chị yêu nhá. Đấy, chị yêu nào mà mình muốn em lên sản phẩm gì này. Đấy, hay là mình còn đang thắc mắc về sản phẩm gì, mình để lại câu hỏi ở đây để em trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chị yêu này. Bây giờ thời lượng cũng là cuối livestream rồi nên em phục vụ theo yêu cầu các chị yêu và trả lời trực tiếp cho các chị yêu trong buổi livestream này nhá. Cho em xem phao trắng bên tay trái. Là cái ca lăng. Rồi chị yêu, đây là sản phẩm áo phao thì chị yêu muốn xem đúng nào. Rồi sản phẩm áo phao này thì Dương đã lên trên người rồi. Đó, thì Dương đã lên trên người rồi. Nếu mà chị yêu mình vào sau mình chưa nhìn thấy mặc lên trên người như nào, mình chia sẻ cái livestream này lên tường giúp em. Sau đó gì ạ? Mình chia sẻ livestream lên tường sau đó này, mình xem lại xem em mặc lên người như nào. Yêu thích thì mình cho đúng cú pháp giúp em là mã sản phẩm kèm màu kèm số hoặc chụp ảnh inbox cho bên em chốt đơn cho các chị yêu nhá. Đấy, cái sản phẩm này là K35 sale 350.000 này. Phao ở logo, phao ở ngực này. À, logo ở ngực và logo ở tay. Đó, được chưa ạ? Rồi, mà hàng có đủ size dưới 65kg, có size lựa chọn cho em. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Rồi, K35 này bên em sale giá là 350.000 chị yêu nhá. Giá là 350 đấy ạ. Đấy, một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn này. Thùy Dương đã lên trên người rồi. Và K35 này có rất là nhiều màu, có 7 tông màu cơ, như Thùy Dương xin phép là Thùy Dương lên rồi, Thùy Dương không lên lại nữa này. Đấy, chị yêu nào mình chưa xem được 7 tông màu đây này, 7 tông màu của K35 này. Đấy, từ chỗ tay em hất ra này, từ cái màu xám này hất ra bên ngoài. Thì mình chia sẻ livestream này lên tường. Sau khi mà em kết thúc livestream, mình xem lại cho em đánh giá như nào. Thì mình chụp ảnh này, mình chụp ảnh, mình inbox cho bên em hỗ trợ lên đơn hàng nhá. Rồi, váy xào, váy xám hiện tại thì Dương đang mặc là một sản phẩm váy hàng Quả Châu được thiết kế form dáng suông. Chị yêu nào mình bầu bì, mình bon chen cho em rất là ok. Dưới 65kg em bao vừa, thân là len tâm dày dặn cao cấp. Ống tay là van cao cấp này, được thiết kế rất là tiểu thư. Sale 99k các chị yêu ạ. Chị yêu nào vừa hỏi cái sản phẩm váy xám hiện tại thì Dương mặc thì yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm váy là V62 nhá. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công với mức giá là 99k chị yêu này. V62 bên em có 4 tông màu cơ. Đấy, 4 tông màu, một màu đỏ mận này, một màu xám này, một màu xanh coban và một màu gì nữa nhỉ? Em không biết cái vết của V62 đâu nhỉ. Đỏ đô. Rồi ok nào, thì Dương cũng đã lên rồi.
rồi, mã sản phẩm này sale 99 nghìn nha. Chị yêu nào vừa hỏi váy xám thì để đúng cú pháp cho em là mã là V62 nha. Đấy, mã là V62 nha chị yêu nha. Rồi ok nào, để em xem là còn cái chị yêu nào mà mình rồi chị yêu ơi, áo cái gì nhỉ? Rồi áo khoác, có phải mình muốn hỏi áo khoác bò đúng nào? Nếu là áo khoác bò bên em đang sale với mức giá là 590 chị yêu nhá, và hàng free size, mã là K20, có màu hồng và màu trắng đấy ạ. Đấy, ở đầu livestream thì Dương đã lên rồi đấy ạ. Rồi, còn chị yêu nào mình muốn lên xem sản phẩm nào, mình muốn lên sản phẩm nào, mình để comment tại đây cho em nào. Ok này, cho em xem áo phao màu đen dáng ngắn phía sau hàng trên với. À là cao tư đúng không? Rồi ok chị yêu được xem cao bao tư. Chị yêu xem cao bao tư đúng không ạ? Rồi cao bao tư là một sản phẩm dáng phao này, dáng phao ôm chiết eo nhá. Dáng phao chiết eo rất là đẹp này. Đó, dáng phao chiết eo rất là đẹp luôn. Sản phẩm này thì Dương cũng đã lên người đầy đủ 4 tông màu rồi. Chị yêu nào chưa xem được sản phẩm này lên người như nào, quay ra chia sẻ livestream một lát nữa mình xem lại livestream, tua lại chụp ảnh màn hình inbox cho bên em, nếu thích bên em sẽ lên đơn này cho các chị yêu này. Và sản phẩm này bên em đang sale với mức giá 290 nghìn, và có size từ size M cho đến size 3XL, từ 40 đến 65 kg, lựa chọn cho em, yêu thích để đúng cú pháp cho em. Mã sản phẩm là K34 nha, mã này là mã K34 các chị yêu này. Đấy, K34 kèm màu, kèm số lạ trên cùng một dòng comment. K34 em cùng 4 tông màu, em treo cùng hàng của nó đấy ạ. Đấy, sale 290 này. Đấy. Rồi ok này, mã thì Dương đang mặc là V62 các chị yêu nhá. Em thấy tất cả các chị yêu đấy ạ. Rồi có K042, K043 không cho em xem với ạ. Rồi ok, hiện ở livestream này em không có K043 nhá. Rồi chị yêu inbox cho bên em để bên em gửi ảnh cho này. Đấy. Rồi nào, mẫu áo phao cổ lông màu hồng đi ạ. Mẫu áo phao cổ lông màu hồng. Rồi các chị ơi này, mẫu áo phao cổ lông màu hồng thì em cũng không biết là cái mẫu áo phao cổ lông màu hồng là mình muốn lên sản phẩm nào. Đấy, nhưng mà có lẽ là những cái sản phẩm áo phao thì em đã lên ở trước cái livestream, ở đầu livestream rồi. Nên chị yêu nào mà mình vào sau đúng không ạ, thì mình chia sẻ cái livestream này lên tường cho em. Sau đó này mình tua lại livestream này, mình thấy em mặc sản phẩm nào mình thích này. Đấy, đúng cái mã sản phẩm mình thích, chụp ảnh lại màn hình bên em gì ạ? Bên em tư vấn này. Đấy, bên em tư vấn và lên đơn hàng cho các chị yêu nhá. Áo phao bên em sản phẩm hầu như có rất nhiều sản phẩm có màu trắng nhá. Chị yêu nào mà muốn xem sản phẩm áo phao này thì mình chia sẻ livestream lên giúp em. Đấy, sau khi kết thúc livestream mình chụp ảnh lại màn hình giúp em này để mình lên đơn hàng thành công được không ạ? Lên gì chị? Rất nhiều các chị yêu đang hỏi vào áo phao. Áo phao á? Các chị muốn gì? Các chị muốn lên gì thì mình lên về đấy. Hỏi các chị muốn lên hàng kiểu như nào? Rồi, bây giờ này, bây giờ các chị yêu mình muốn xem áo phao dáng ngắn này, hay áo phao dáng dài này, áo phao có cổ lông này, hay áo phao không có cổ lông. Mọi người comment tại đây cho em nào để em phục vụ theo cầu các chị yêu nhá. Đấy, có màu trắng không áo phao ý? Rồi, ok nè. Đây, màu trắng đây. Đó. Rồi, sản phẩm này mà em đang cầm trên tay là một sản phẩm này, K35 màu trắng. Sản phẩm K35 này bên em đang sale mức giá 350.000. Đấy, 350.000. Phao được thiết kế này, logo ở ngực, logo ở tay, 350.000. Phao trần bông này, đấy, tay được bo chun, 350.000, có đủ size, dưới 65kg đều có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em, mã sản phẩm là K35. K35 kèm màu trắng, kèm dấu hạ trên cùng một dòng comment này. Đấy. Đó, một mã màu trắng tiếp theo, đây là mã hàng K14 cho em nhé. K14 màu trắng cho em, mình thiết kế có một cái logo ở tay này, và cái phần tag cho em như này nhé, và có kèm theo cổ lông và mũ lông. Cổ lông có thể tháo rời cho em ạ. K14 thì em đang sale mức giá là 390.000 nha. K14 màu trắng đủ size từ size M đến size XL cho em này. Đó, K14 màu trắng cho em này, 390.000. Rồi, tiếp tục một mã sản phẩm áo phao màu trắng tiếp theo là K15 phao dáng ngắn, bo dưới, bo tay này, cũng có tag này, logo ngực, logo tay này, sau có chữ ok chưa ạ? Sale 350.000 để đúng cú pháp cho em. K15 kèm màu màu trắng, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công này. Đấy, rồi ok chị Hiền chốt cho mình rồi nhá. Tôi không thấy chốt sao nhá. Rồi tiếp tục này. Rồi chị yêu nào bảo cái gì? Mặc áo bò này, áo phao ngắn này, áo phao dáng dài này. Áo phao dáng dài, áo phao dáng ngắn. Đấy, chị sạc này có vào không nhỉ? Không không. Cái đấy nó cái đấy cứ thỉnh thoảng nó vào thôi. Cái gì đâu? Cái lại cái đầu. Cái gì mình chưa? Cái K
Rồi bây giờ thì Dương sẽ qua một sản phẩm phao dáng dài nhé. Đấy, qua phao dáng dài cho các chị luôn này. Một cái sản phẩm này phao rất là đẹp luôn, ôm form cực kỳ chuẩn luôn. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu sang một sản phẩm phao dáng dài mà hiện tại thì Dương đang mặc trên người đấy ạ. Đấy, một sản phẩm phao ôm form cực kỳ chuẩn. Được thiết kế điểm nhấn này, được thiết kế điểm nhấn là cái phần mũ lông chúng ta được phối màu sắc này. Hiện tại đang là hot trend của thị trường đúng không ạ? Sản phẩm phao nhăn nhá, các chị yêu này, phao nhăn trần bông cực kỳ là dày dặn này, điểm phần ren nổi phần ống phần túi của chúng ta. Ngày hôm nay sale mức giá 390.000 trên sản phẩm phao này. Ôm form rất là chuẩn này. Rồi yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K49. K49 bên em có đủ size, từ size L cho đến size 3XL, là từ 40kg cho đến 65kg mình có size lựa chọn cho em. K49 là mã sản phẩm sale 390, yêu thích để đúng cú pháp cho em. K49 kèm màu kèm số dạng trên cùng một dòng comment nhé. K49 màu em đang mặc là màu xanh rêu này. Đấy, rất là tôn da và rất là phù hợp chị nào hơi đứng tuổi. K49 màu đen không kén da, kén dáng, kén tuổi. Tiếp tục, K49 màu hồng 390.000 này. K49 màu hồng đất này 349.000 này. À 390.000 này. K49 màu cam đất này 390.000 nha. Đấy, đầy đủ 5 tông màu của K49. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em này là K49 kèm màu kèm số lại lên trên cùng dòng comment. Lên đơn hàng với 390.000. Chất phao nhăn trần bông siêu đẹp cho em này. Và form dáng rất là chuẩn chỉnh cho em nhé. Các chị nhìn biết là hàng Quảng Châu, hàng đẹp rồi đúng không ạ? Hàng này mọi nơi người ta bán 600-700 là bình thường. Khóa 2 chiều cho em này. Cực kỳ là sáng, cực kỳ là trơn cho em nhé. Cổ lông, mũ lông mà có thể tháo rời cho em này. Cái form dáng rất là vừa vặn vào cơ thể luôn nhé. Hàng đủ size từ size L đến size 3XL, 40 cân cho đến 65 cân. Quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em này. Ôm rất là đẹp này, rất là gọn gàng. Rồi, ok. Rồi, ok nào. Và thì bây giờ này, bây giờ nếu không còn chị yêu nào còn câu hỏi gì, còn thắc mắc gì thì bây giờ thì Dương xin phép được kết thúc live stream ở đây. Đấy, xin chúc mừng các tình yêu ngày hôm nay mình săn được hàng sale với giá rất là ưu đãi này. Rồi xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị ở buổi livestream khác nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại ạ.